Nói hết đầu năm tưởng bơm hàng giùm cá Ui là trời biết ngay Biết ngay là sẽ bơm luôn 10 lần như một Không bao giờ mà không bơm Quá tay Kiểu như giờ tôi gặp nhiều người mà vô mà đặt hàng lẹ lẹ quá tôi sợ ghê luôn á Sợ quá Có <laughs> nhận được thông báo không duyên? đây à, nhức dài quá. hello, hello, các chị đẹp của em. dạ em chào mấy chị, yêu đúng rồi nhận được thông báo mấy chị em nhận và gấp vào like mấy chị nha để một chấm một xe một tiêm giúp em mấy chị yêu ạ. hello, các chị đẹp, ai đang coi like các chị ơi vô like nhé. dạ xem mạng coi, không mấy chị yêu và nhận được thông báo mà một chấm một xe một tiêm giúp em mấy bà coi em tôi bà gửi em tôi coi cái uh, xương khớp rồi uh, gì đó trà xanh gì đó số lượng hôm bữa rồi để coi còn được bao nhiêu bao nhiêu cái để biết um, làm chương trình cho hết luôn hết luôn rồi đó mày mở ra cho coi danh sách coi Hello Hello các chị đẹp Ai coi like các chị vô like nha Dạ một chấm một xem một tiên giúp em mấy chị nha Tương tác mạnh tay đầu like giúp em đã không bị ẩn comment luôn mấy chị ạ Viên xương khớp này là hết luôn rồi đúng không Dạ còn như đó là hết Còn nhiêu đây Thuốc 3 trong một là còn được 20 hộp nè Viên muốn giảm cân trà xanh là sạch chưa Hay còn như đây Còn như đó, đó chị Vậy là mới sót đâu ra được mười mấy hộp nè Xương khớp này em bữa báo khách hết là không có chút đơn nữa mà đâu ra còn sót nữa trời Ờ, các chị ơi vô like nha. Hello chào chị Thùy Châu Ngô. Hello tất cả các chị. Rồi bây giờ các chị vô like đi. Hôm nay ai đang coi like còn bên hết giùm em. Uh, em chào chị Yến Nguyễn à. Em ơi hồi trưa nay chị chưa chốt được cái gì? À chị chưa chốt được những lông vo em còn chương trình không? Em cũng không biết nữa nãy giờ em chưa đếm nữa. <laughs> hết hồi trưa nay được tặng nên là người ta đặt nhiều lắm. Nên em chưa có đếm nữa Các chị ơi, các chị nhận được thông báo Các chị cho em xin một nút comment, một nút chấm Và một nút chia sẻ trực tiếp ở trên live stream ngày hôm nay nha các chị nha Dạ tương tác mạnh đầu like nha các chị nha Một chấm, một xe, một tiếng Hôm nay ai mà muốn được nhận quà của em dễ lắm Cứ comment hết lên trên live hôm nay là em tặng quà các chị là sập sình sập sàn luôn nha hôm nay các chị phải cầu anh thật là mạnh tay ở trên like và các chị chia sẻ like giùm em hôm nay ai đang coi like trực tiếp cho em xin một cái nút chám hoặc một từ hello em nha các chị nhận được thông báo là chơi lớn luôn các chị ơi Like like chấm bài nha các chị đẹp nha. Dạ chơi cực kỳ lớn đầu like với chị nha để lại một hòa tương tác mạnh tay giúp em được tặng quà các chị nha, tặng quà cực kỳ lớn luôn mấy chị đầu năm mấy chị nha Em mới kiểm ra có nhiều cái rất là đẹp nhưng mà giá rất rất là cao. Với lại à, em hôm nay em sẽ tặng lớn các chị, tặng thiệt là sốc luôn. Các chị vô like các chị chia sẻ like cho em nha dạ một chấm một xe một tia giúp em với chị nha mạng ổn hay là nhận được thông báo tôi đã để đặt bà bà, em bà, đâu, em bà, bà chạy lên trên lầu Dùm tôi ngay nãy tôi mới tắm xong tôi tháo ngay trên cái cái hộp mà để hai chai nước hoa đó bà ra bà thấy hai chai nước hoa ngay trên đó tôi mới để hai cái những lông voi trên đó nãy mới tắm tháo ra từ trước tết tớ tới giờ chị không nhận được thông báo bên kinh ly luôn <laughs> facebook dạo này nó làm sao á bởi vậy live stream chán lắm các chị ơi các chị nhận được thông báo chưa các chị sao hôm nay em thấy được cờ minh có lát đác có mấy người bé đẹp buồn và bé đẹp khóc các chị ơi các chị cờ minh cho bé đẹp cái đi các chị các chị hồi chưa hồi chưa có ai chưa được tặng quà không cho em xin cờ minh em sẽ like chút xíu buổi trưa và em sẽ like tí xíu nữa để em làm chương trình cho các chị để các chị nhận quà nha hồi trưa trời ơi hồi trưa nhiều người hỏi lắm mà hồi trưa hả quá trời người hỏi uh... Ờ gì quên mất tiêu rồi quá trời ngồi hỏi um, mẹ quan âm bằng vàng luôn lúc mà em like em chốt đơn xong á quá trời ngồi nhiều 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 kinh khủng nhiều luôn nên đã lát nữa em suy nghĩ em em coi coi em có nên giữ chương trình không đầu năm đầu tháng hello chào chị thơm nguyễn ạ à. hello chị thơm nguyễn buổi trưa nay không coi like bây giờ mới thấy chị thơm nè hello em chào chị yến xuân ạ à. chào tất cả các chị đang coi like Dạ chào dạ, mấy chị yêu mà tương tác mạnh đầu la giúp em mấy chị nha Hồi trưa nay có ai chưa nhận được những lông voi may mắn lọc đầu xuân không Cái này là em không có tặng nha Tự ừ, nhiên buổi trưa hướng lên cái mở ví ra khách kêu thôi em ơi chơi lớn lên đi Chơi lớn luôn đi là hồi trưa tặng luôn Mà hồi trưa nói thì các chị là trời ơi gọi là kiểu tặng khùng tặng điên tặng siêu rẻ tặng không suy nghĩ tặng bất chấp tặng 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 tặng, tặng, tặng bất chấp Ai chưa có comment lên đây để bây giờ em tặng nè Dạ chị nào chưa có nhận lông voi thì bình luận chưa có giúp em với chị nha Đầu nha mình thỉnh nhận lông voi cực kỳ đẹp Cực kỳ phú quý giàu sang Hồi chưa, hồi chưa người ta còn nhận Người ta còn được tặng túi tiền nữa Trời ơi, ai nhận là siêu lộc luôn Hello, chào chị Thùy Châu Ngô Em thấy chị rồi nè Đâu bây giờ cho em xin vài cái cánh tay lên đi Đó, đẹp chưa Đẹp em Tất cả đều bằng bạc ý hết các chị Dạ đúng rồi, cái này bằng bạc ý hết ở bên trong cái đen đen này là cái lông voi đó các chị hồi chưa em lai like là lâu em đọc là lông roi lông roi đó là nó đây tay người ta được người ta hàng người ta chích keo vô để cho nó đứng cái form đó, nó uống lại nó thành một cái nhẫn như thế này nó là cái nhẫn bạc ờ lông voi mà đi chung với bạc á thì nó thứ nhất là tránh được bệnh tật nè và cái thứ hai nữa cái này là trừ tà luôn rất là đẹp và rất rất là xinh ai chưa có thì cờ mình nha để mình biết mình tặng nha dạ chị nào chưa có thì chị chưa, chưa có giúp em với chị nha xua đuổi tà ma giúp mình nè à. đó tốt cho sức khỏe chị. Nói, nói chung chưa chúa đếp nữa chúa đếm nữa không biết còn hay không nữa khách hỏi thì thôi cứ cầm đại cứ đeo đại lên trên like đi đẹp lắm dễ thương lắm cái này thì uh, ai mang cũng được hết các chị thích thì các chị đeo ngón nào cũng được hết rồi các chị vô like đi hôm nay cái live stream ngày hôm nay bắt đầu em anh sẽ tặng cái những lông voi là em đọc lại chương trình nha đọc một phút thôi nha em không có quên đọc nhiều nha để em còn qua cái khác em like đưa cái uh, chương trình những long voi đi để đọc lại cho khách nè chị vô like nè một chấm một xe một tiên giúp em chị nha những voi với chị nha mua hai set là mình được hello chào chị đồng nhi lam rồi bé anh đọc lại một phút nhận đơn một phút nữa ai lấy lấy không thôi nha rồi hồi trưa bé anh tặng là một uh, một set sum m ba mã là lọc voi thì chị nào chưa nhận được thì hồi nãy ai hỏi em á các chị thích thì các chị cầu minh em tặng với một set này là giá 99 mươi ngàn chị nào lấy hai set này em sẽ tặng cho các chị một cái nhẫn lông voi không đồng dạ chị nào lấy là cứ phải giúp em là lọc voi nha mấy chị yêu nha mua hai set em tặng nhận một nhẫn voi không đồng nha mấy chị và chị nào lấy bốn set là chưa tới 400 trăm ngàn nữa các chị sẽ được tặng ba cái nhẫn con ba cái nhẫn lông voi hồi trưa em tặng vậy đó thì chị nào mà hồi trưa chưa coi được like hoặc là chị nào hồi nãy nãy giờ có hai chị hỏi em đó thì các chị có thể comment thì em sẽ hỗ trợ trong like đầu like là một phút à hai phút đồng hồ ai thích cái gì thì lấy cái đó và cái nhẫn nói chung là nhẫn thì là cái lọc đầu xuân các chị thỉnh cái chị đeo cho nó hơn cho nó may mắn và cho nó bình an Tùy ý các chị, các chị muốn lấy sao các chị lấy Nhưng mà em chỉ có được ít khách thôi Bây giờ chắc cũng còn được ít người thôi Thì ai muốn lấy gì thì các chị lấy nha Dạ chị nào muốn lấy thì cứ lên giúp em Cũng phải là lọc voi với chị nha một set là 99k mua hai set em tặng một nhẫn Mà mua 4 set em tặng 3 nhẫn Rồi hỏi chị nha. Thôi Rồi. Lọc chị Rồi. Rồi bây giờ em sẽ qua chương trình Bây giờ em mới kiếm ra Em mới thấy được một cái này Đẹp lắm Hồi nãy em mới kiếm ra năm ngoái Em có làm chương trình em tặng khách cái này nè không không phải không phải năm ngoái tặng mà là khách đòi tặng đúng không đúng. năm ngoái cái này là của em em đeo thì uh, vô tình em mở ra em thấy sót đây thì em lên lại cháu cái chị coi còn được hai uh, ba cái ai thích thì nhận lọc mà cái này mắc lắm cái này nội cái công làm làm thôi là một một cái một cái túi tiền này là rơi vào khoảng gần gần cả triệu rồi năm sáu trăm ngàn tiền công rồi cái này là bạc và vàng ý nha các chị nha túi tiền mặc dây chuyền túi tiền mà là sai sai lớn á đẹp lắm dễ thương lắm năm năm trước có ai nhớ cái này không các chị cái này là năm ngoái là cái cái túi tiền của em nè xong rồi uh, mặt dây chuyển túi tiền của em nè và có mấy chị khách trên like hỏi nè có ai nhớ không dạ có chị em nào nhớ không bạn nếu nhớ cho em xin một chữ nhớ mấy chị nha ở ngoài cực kỳ sáng cực nó bằng thương uh, thương nó bằng bạc ý và nó bằng bạc ý và vàng nó là bằng bạc ý và vàng ý đó các chị nó phối hợp vô trong đây mà xung quanh nó là xoàn lên đẹp lắm hồi trưa em có like một lần rồi hồi trưa bên anh có like một lần rồi đấy hồi ý lộn hồi hồi trước chứ cách đây lâu lắm rồi em đeo là khách hỏi nhiều lắm em lấy ra em tặng khách luôn đẹp lắm và xinh cực luôn ơi hồi trưa chị đặt uh, hồi trưa cái gì để khách hỏi cái gì đây hồi uh, chị đặt một sữa non ba trong một bây giờ chị đặt thêm một hộp sữa non ba trong một nữa có được không minh anh chị nga trần dạ ok em hỗ trợ đơn cho chị nga trần nha dạ có đơn nha chị yêu nha hồi trưa làm gì chương trình gì mà tặng sữa 3 trong một vậy em quên mất tiêu rồi tặng tặng tượng mẹ hả? Dạ, hồi chua hồi chưa ngáo lắm, hồi chua ngáo ọp lắm, hồi chưa tặng kinh khủng luôn, hồi chua tặng uh, tượng mẹ quan âm bằng vàng, vàng. em tính á, là em chỉ đăng bài em câu khách trước, từ từ mới bán. tại vì uh, giá nó cao, <laughs> nhưng mà hồi chưa khách hỏi uh, dữ quá nên là hồi chưa là làm chương trình luôn, tặng luôn. mà cái mẹ quan âm vàng là từ sáng tới giờ là nhiều người hỏi lắm luôn, các chị ơi vừa đăng bài lên là người ta hỏi, tại vì Khẳng định cái chị luôn, cái chị mua ở tiệm vàng hay cái chị mua ở bất cứ nơi đâu mà dạng là bán hàng trang sức và trưng bày nha. Một cái tượng mẹ quan âm mà trong cái hộp vuông đó khẳng định cái chị luôn. Chắc chắn trên cho cái chị là rẻ nhất cái chị mua cũng phải từ 3-4 triệu, 5 triệu đủ lên. Một tượng mẹ quan âm. Vì làm ít vàng hay nhiều vàng rẻ nhất cũng phải là từ 3-4 triệu đổ lên. Khẳng định cái chị. Ở ngoài nó bán là gần cả chục triệu một tượng. Đẹp lắm tượng mẹ cực kỳ đẹp mấy chị nha cực kỳ bình an đúng mấy chị ạ à? hello nha. hello hello chào chị Nguyệt Trần. like này uh, các chị thích gì các chị comment đi hôm nay em làm chương trình em tính hồi nãy em lên là em like thực phẩm chức năng đó em tính hôm nay em uh, có về được mấy cái hộp thực phẩm chức năng uh, mà bữa giờ nhiều người hỏi em tại vì cái này là em không có bán cái này là bên 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 Hàn Quốc nó gọi là cửa hàng chính phủ nó có chương trình giảm giá hoặc là có vô chờ Người thân á là làm nhân viên ở trong đó thì mình mình có được cái điều tốt thì mình mua cho khách thôi. Tại vì cái đó nhập về không có được. Nó không có cho nhập lần một số lượng nhiều các chị. Nên là chỉ nhập lác đác được một lần là vài hộp vài hộp thôi. Ai mà hỏi thì em gom về cho khách. Để em uh... cái nắp dầu đâu rồi? Cái nắp dầu đâu rồi mới để đây đâu rồi. Đây để em đem lên cho các chị coi. Dạ. Tương tác nha. Tương tác một chấm một like một share giúp em đây nè hồi chưa em có like cái này hồi chưa em có like một cái này đây là ảnh thật đấy đây là ảnh thật đấy ảnh uh, mẹ quan âm bằng vàng đó các chị một phần trăm là ảnh thật ảnh chụp thực tế đó đẹp chưa đây đẹp lắm các chị ơi cực kỳ đẹp và cực kỳ bình an luôn nhớ mấy chị nha luôn tán mạnh tay giúp em mấy chị đẹp lắm đẹp cực kỳ luôn đẹp xỉu luôn các chị đây nè nó sẽ đựng trong một cái hộp màu đỏ đẹp cực kỳ luôn và đặc biệt nữa là nhìn lên rất rất là sang dạ đây các chị thấy rõ không ạ à? cái này mình đặt mình trưng ở trong nhà hoặc các chị có thể đặt lên trên bàn à, bàn Phật ý cái chị đặt lên rất là sang luôn và đặc biệt nó rất rất là xinh em quên để đây cho các chị coi Siêu xinh và siêu đẹp với chị nha Chị nào thấy đẹp thì cho em xin một chữ đẹp với chị yêu Và tương tác giúp em mấy chị yêu nha Cho em hỏi Có ai thích mẹ quan âm này không Em làm cái live show cuối cùng Dạ Chị nào thích mẹ quan âm không ạ Em nhận đơn nha. trong live này 5 phút dành cho 5 không phải cứ đọc lộn hoài 5 phút dành cho những chị may mắn Em hết chương trình em nhận rồi đó vì hồi trưa là em ngẫu hứng em like nha Chứ không phải là tự nhiên em like đâu Khách kêu năn nỉ lắm luôn á Thì em mới like Thì bây giờ um... yeah. Ai thích cho xin comment Nhiều chữ thích Em tặng Và em sẽ tặng Em sẽ hỗ trợ chương trình dành cho những chị nào điều kiện khó khăn Các chị cũng có thể mua được Ok chưa các chị? Dạ có chị em nào thích đâu mà anh nếu hết thì cho em xin nhiều chữ hết nha chị nha để chị mang chơi lớn cho mình chưa chị với bạn. À, chị Ly Ly ơi mình nhắn qua tin nhắn giùm em nha. Nhụy hoa nghệ tây bên em sẽ có sẽ có nhân viên chốt đơn nhụy hoa nghệ tây. Dạ. Yeah. À, nhụy hoa nghệ tây đó giờ em chỉ bán một giá duy nhất thôi và không bao giờ là em sale. Vì đó chỉ đúng một giá thôi và em nhập vô rất là cao. Nhụy hoa nghệ tây đợt trước hình như mình bán sale là ba có một lần là 399 sale còn 350. Là từ xưa tới giờ lại vẫn giữ giá là 350 ngàn một gam nhị hoa nghệ Tây của Iran Đó chị chị muốn mua nhụy hoa nghệ Tây Chị có thể vui lòng nhắn qua tin nhắn Sẽ có nhân viên lên đơn cho chị ạ à. nhụy hoa nghệ Tây nha Dạ tôi tay mạnh tay giúp em với chị nha Chị nào hết được cứ lên chữ hết giúp em Nhiều nhiều chữ hết quanh gian Duy hỗ trợ năm phút cho mấy chị yêu được Thỉnh được mẹ lọc lá mấy chị yêu nha Rồi nãy giờ thấy có mấy người thích à hay là mình phải làm chương trình sao cho nó máu lửa cho khách coi like sung sung lên cái chị Hôm nay live stream là không có sung gì hết trơn rồi nha Buồn 1 phút 30 giây rồi nha Bạn bạn like nó bị bị chậm hả? Ôi chết rồi, nhà mình lại hết cái 4G rồi mình lại không like được Em đang like là trực tiếp ở trên like Em không có 4G để em like mới đâu ấy chứ dạ. Có coi được không? Dạ được rồi chị có chị nào đi hết là chị trần vui hết nguyệt minh nguyễn hết là chị còn chị nào hết nữa không mấy chị yêu ạ à? nó sẽ nằm trong cái hộp và các chị có thể đem các chị chân đây đây là ảnh thực tế này đây là ảnh thực tế nè các chị xem được đúng không rồi bây giờ vậy em gieo duyên em nhận em tặng quà trong live stream ngày hôm nay um... 5 phút à. 5 phút đồng hồ chị nào coi được thì các chị nhận được nhận quà nhé thì em cũng ráng hết sức có thể để cho các chị nhận được quà lên dùm cái um... tính like gì quá rồi không Bây giờ còn um, thực phẩm chức năng hồi nãy đi đâu đưa ra mượn đi Viên uống giảm cân trà xanh là còn được 20 28. Trời ơi các chị ơi hôm bữa sorry nha Em hủy đơn nhiều người lắm á Nhân viên nó báo hết hàng Viên uống giảm cân trà xanh hôm nay mới soạn hàng ra được 20 mấy hộp 28, 28 hộp viên uống giảm cân trà xanh um, Hộp đó bằng hộp ông thần tài không em Cỡ đó Cỡ cỡ đó vì đa số về là nó cứ cỡ một size đó thôi Chứ nó không có nhỏ nha Nó say vừa Nó cỡ giống như cái bát vàng, cái chén vàng mà đợt trước cái chị Thịnh đó Cái chén vàng bữa giờ nhiều người hỏi lắm Nhưng mà bây giờ giá cao quá Gần ví thần tài nên là lên giá rồi Nên là lát nữa để em coi coi à, Lát nữa em vui vui Em sẽ hỗ trợ các chị giảm cân trà xanh là hết sạch luôn rồi đó Hôm bữa sorry các chị thật là nhiều Hôm bữa em hủy đơn Nhưng mà bây giờ nhân viên nó kiểm ra được đúng 28 hộp Từ nay về đây từ nay về sau là hết sạch nha Lên cái viên uống giảm cân trà xanh với lại cái uh, viên uh, viên uh, viên ba trong một đi lên hai loại đi hai loại khách thích nhất đây ok chị bùi trân em sẽ lên viên uống giảm cân nha rồi ok em sẽ lên hai loại các chị muốn lấy cái gì thì các chị lấy hồi trưa thì em like là men vi sinh phụ nữ là tám trăm rưỡi một hộp chị nào muốn lấy men vi sinh phụ nữ thì các chị lấy bây giờ em sẽ nhận đơn bây giờ còn được chia ra thì còn được nhưng mà cái mẹ quan âm này nè à, mẹ quan âm đứng trên mình rồng phải không bé đẹp để em cho các chị coi đúng rồi đó nó đứng trên uh trên mình rồng và đặc biệt nữa là ngay phía đuôi là nó có một cái đài sen nè chị Để em zoom lên cho các chị coi ha Cái này thì um, tại vì các chị biết rồi cái này bằng vàng Nên là hàng làm là không có trôi nổi Tất cả đều làm hàng và duyệt và được kiểm định rồi mới ra hàng Và đặc biệt nữa là về đây là phải thông quan Ờ uh, Chứ nó không phải là muốn là có Hello chị Trang Ngô Trời ơi chưa gì Chị Trang Ngô ơi Em thấy chị Trang Ngô để cái avatar mẹ quan âm rất là duyên Hồi trưa nay em chốt đơn không còn một mặt mẹ quan âm nào mà có một chị khách hàng bơm hàng đầu năm của em nên lát em gieo duyên cái mặt mẹ quan âm bằng ngọc bằng ngọc uh, sorry nhầm ngọc gì quên mất tiêu rồi ngọc nam hồng mã não chết sinh doni đẹp lắm cho chị trang ngô mà em nghĩ là hợp mệnh với chị luôn đẹp tuyệt vời lát chị trang ngô thỉnh đi tại vì mẹ quan âm hàng bơm cái chị thỉnh chị rất là ok luôn em um, khách rất là nhiều nhưng mà em thấy chị thích mẹ quan âm nên em hỗ trợ cho chị hồi trưa nay em không chốt thêm cho ai tại vì hết sạch chị thích thì lát em gieo duyên cho chị nha à, có duyên lắm tự nhiên em hứng lên em mới kêu quá tự nhiên em thấy avatar mẹ quan âm nên em mới nói dạ đây đúng rồi đó chị bùi trân ơi đứng trên mình rồng dạ đây đứng trên mình rồng đây đứng trên mình rồng và ở đây có một cái đài ở đây có một cái đài sen và tay của mẹ là cầm một cái bình cam lồ nè rất là đẹp luôn đấy từ ở trên xung quanh tất cả viền xung quanh đều là vàng thật hết dạ đây đẹp chưa? thì ảnh thực tế bên ngoài là nó sẽ như thế này, đây là một phần trăm là ảnh chụp thực tế rồi đó, còn ở trên hình là nó như thế này nè, đó các chị nhìn nè, đây là các chị nhìn cái màu và cái form và đặc biệt nữa là cái màu sắc là nó chuẩn nhất luôn, đẹp hết sức, đẹp tuyệt vời. cực kỳ đẹp đó mấy chị nha, nhìn nó lại xem mấy chị và bình an luôn ạ. À. Uh, mà em nói các chị em gieo duyên phong thủy cho ai em bảo đảm nhất là mẹ quan âm người ta nhận cũng đều rất là hên và đặc biệt nữa là may mắn khi mà các chị nhận mẹ em bảo đảm luôn một năm mới rất là bình an và đặc biệt nữa là tài lộc bây giờ em sẽ lên em nhận đơn 5 phút nha rồi bây giờ các chị lên giùm em nè đẹp lắm đẹp lắm các chị ơi chuẩn bị nha mấy chị yêu nha cực kỳ đẹp và cực kỳ đẹp không lắm chị yêu à. Mấy chị yêu nha ok ok nha rồi giảm cân thích thì em lên giảm cân luôn đợi em chút xíu, đợi em một tí xíu, không biết hồi chua em tặng mấy mẹ rồi em không biết còn đủ hay không đây nè. đợi em chút xíu nha các chị nha. rồi, ok, mạng chập chờn rồi, coi rõ không các chị? Thôi bây giờ mạng chậm thôi kệ mạng đi Bây giờ mình lẹ nè Vì em sẽ không nhận live stream nào nha em nói trước Dạ em chào chị Nhuận Trinh xinh đẹp Tất cả những live stream về sau là em bán nha các chị Hôm nay các chị năng nỉ em tặng dữ lắm luôn đầu xuân năm mới Nên thôi em like luôn Chị nào lấy các chị comment Em sẽ có hai loại thực phẩm chức năng mà bữa giờ đang bán chạy Nhưng mà nó sắp hết rồi Nên em like em chấm dứt luôn thì hôm bữa rất là xin lỗi những ai hủy đơn viên uống giảm cân trà xanh Thì bây giờ còn sót kho được 28 hộp là hết luôn Không bao giờ còn hàng nha các chị nha Đợt nó sale, đợt công ty nó sale cái công ty Vita này rất là đỉnh luôn Và đặc biệt nữa một phần nữa là cái Này là viên uống 3 trong một Vừa tốt cho tuần hoàng máu Vừa là bổ não nè Vừa là tốt cho mắt và đặc biệt hỗ trợ về xương khớp nó gọi là bổ não sáng mắt và đặc biệt hỗ trợ xương khớp và đặc biệt nó có tốt cho tim mạch luôn uống cái này là nó hỗ trợ cung cấp omega 3 và đặc biệt nó là dha ai mà đang uống dầu cá hoặc là sụn vi cá mập thì các chị không cần uống luôn các chị uống cái này là đầy đủ hết rồi không cần uống viên uống dầu cá nha vì trong đây nó đầy đủ hết rồi viên uống ba trong một hôm nay em tặng các chị 299 trăm chín một hộp viên uống ba trong một Dạ, lấy em phải là hút 3 trong 1, viên uống giảm cân trà xanh hôm nay 299k Đợt trước là gần cả triệu một hộp Hôm nay các chị lấy một hộp này hoặc một hộp này Hoặc các chị lấy hai viên uống tổng hợp Eh à, sorry nhầm hai viên uống 3 trong 1 Hoặc là hai viên uống giảm cân trà xanh Các chị lấy cái gì cũng được tùy ý các chị Một trong hai cái loại em đang cầm Em tặng cho một tượng mẹ quan âm Đang cầm trên tay không đồng Ok chưa các chị, đáng ra là phải mua mấy loại sản phẩm hàng em sale rồi thì mới tặng được nha. Nhưng thôi bây giờ giảm cân trà xanh em còn được bao nhiêu? Em còn được giảm cân là 28 hộp là em hết sạch luôn. Còn viên um, viên uống 3 trong 1 là còn được 31 hộp là hết luôn chị nào đang sử dụng viên uống chậm giảm cân trà xanh hoặc là vitamin um, sorry nhầm viên uống ba trong một các chị thấy ok thì các chị mua các chị uống nha vì cái này là giá em đã sale rồi các chị tính đi uh, một hộp gần cả triệu hơn mà bây giờ bán suy ra mà thực phẩm chức năng của hàn quốc nữa một hộp 300 trăm coi như g 300 trăm mà các chị uống được một tháng mà đặc biệt nữa các chị còn được nhận quà nữa Ok chưa các chị Hôm nay là quá gọi là hoan hỷ nha ai thích thì lấy nha các chị nha à, em nhận đơn trong like này là 5 phút đồng hồ nữa thôi em ngưng nha các chị ai à, lấy thì các chị cứ cờ bên trực tiếp ở trên like cho em là được dạ lấy em cũng phải là viên uống giảm cân mấy chị nha hai trăm chín mươi chín k hút ba trăm một hai sẽ phẩm em tặng một tượng mẹ quen âm bằng vàng chị nha cực kỳ bình em cái rồi, giảm cân cái giảm cân trà xanh này là nên mua đó nha tại vì dùng rất là hay em thấy bữa giờ có nhiều người mua người ta mới uống có một tí thôi mà người ta đã giảm cân rõ luôn chị uh, bữa chị kia nói chị mới uống có hai tuần rồi mà chị xuống được 1 ký hơn rồi mà đặc biệt loại này uống không hề mệt không bị mập mà cũng không bị tích nước không bị khô da cũng không bị uh, gọi là choáng váng đầu óc tay chân thoải mái ở bên Hàn Quốc là giảm cân trà xanh là hiệu quả nhất luôn các chị và nó an toàn cho tất cả các mọi cơ thể người nào cơ thể yếu và đặc biệt tích tự, tụ mỡ lâu năm tại vì các chị biết tại sao không trà xanh á, là nó có cái chức là đào thải mỡ bên trong nội tạng mà khi các chị muốn giảm cân là các chị giảm sâu từ trong nội tạng của các chị nó sẽ không gây bị tích tụ và nhất là những người bị gan nhiễm mỡ hoặc là mỡ trong máu thì ai đang gặp những cái tình trạng đó các chị có thể dùng cái loại này em em hồi xưa em uống cái này nha em cảm thấy rất ok luôn mà em bị cái là em lùi em uống hai ba ngày xong mà em quên uống cái xong rồi em lại uống cái hai ba ngày em uống nên là nó bị gọi là lờn thuốc đó các chị nên các chị em khuyên các chị luôn nếu mà đang uống giảm cân hoặc là tất cả các loại thực phẩm thì các chị nên uống duy trì thì nó mới có kết quả đừng như em thật sự luôn em uống không biết em giảm được bao nhiêu mà em ăn còn quá cha nữa các chị ơi nên là các chị nhớ giùm em kết hợp với lại ăn uống mình mình vừa mất nha tại vì nhiều khi em livestream xong tới 12 giờ đêm mặc kiểu em đói quá em không chịu nổi các em cũng phải ăn nên là em mới dễ tăng cân mà đợt dịch em lên cân rất là nhanh luôn chứ không phải là uống cái này nó không hiệu quả tại vì rất là nhiều người uống đã khen rất là nhiều đợt gần đây rất là nhiều người khen ngay cả chị đạo đỗ bích đào đó là chị đào ti đó hôm bữa chị uống của em mà chị mới uống hình như hai tuần hả chị nói là xuống được ký rưỡi đúng không chị hôm bữa ai uống nói xuống được ký rưỡi cho xin cờ bên để đọc lại cho khách khách, nghe nha các chị nha dạ, biết uống dạng, con là 299 k hút 300 là 299 k biết sao không các, các cái... chị đặt cái này luôn các chị đặt cái này luôn để làm chi em về chung luôn cái mẹ quan âm này em sẽ nợ đơn các chị là hai cho tới 3 tuần là hàng về tại vì những cái hàng vàng này nó sẽ tốn khoảng một thời gian thông quan lâu hơn những cái hàng thông thường vì tất cả những cái này nó đều là bằng vàng nó là bạc mà nó mạ vàng thật ở trên nên các chị biết rồi hàng mà nhập trực tiếp về em không có đi mua ở đâu hết đó thì ở đây cái chị kiếm đi ở đây rất là khó mua mà mua là cái chị mua giá rất là mắc thật sự cái chị luôn cái chị mua ở trung môn mà thì một cái tượng này cả chục triệu lận nó không khác một cái gì của em luôn á mà cái chị mua đã giá rất là cao rồi nên em nói các chị, em tặng các chị, các chị chịu khó Bây giờ là mùng 10 bên vận chuyển nó mới làm Thì đặt hàng về thì cầm 2 cho tới 3 tuần là các chị nhận được Là các chị nhận được trong tháng 1 Các chị nhận, các chị lấy lọc Các chị đem mẹ về, các chị thỉnh mẹ lên Các chị thứ nhất, các chị khích thì các chị trưng còn ai mà có cái bàn thờ rồi các chị có thể đặt mẹ lên hay các chị hoa sinh vía sinh lọc đem lại sự bình an và đặc biệt nữa là may mắn rất là ok luôn rất là tài lộc luôn các chị đẹp lắm Cực kỳ bình em mà tài lập quý chị nha chị. em nha, uh, mai mốt mà hàng về là em sẽ đặt hai mẹ hai bên. Em đặt một bên đây một bên đây hai thai mẹ quan âm luôn rất là đẹp. Nói chung là tùy mỗi người mỗi cách chân nha các chị ha. Các chị đặt ở trong nhà bình thường. Siêu đẹp luôn và siêu lọc luôn dạ rồi ok. À, em bán hai loại lợn chứ không phải em bán một loại chị nào thích cái gì thì lấy cái đó chứ không phải em ép mua giảm cân trà xanh nha em có bán giảm cân trà xanh là 299 k mua hai hộp tặng hoặc là mua vitamin tọ sorry hoặc là mua viên uống ba trong một mua hai tặng các chị muốn lấy gì tùy ý các chị đi em không ép là phải mua giảm cân nha tại vì nhiều người người ta ốm rồi người ta không cần giảm cân ai muốn lấy gì thì các chị lấy lấy thoải mái nha dạ em có chương trình mấy chị nha viên uống giảm cân là 299 thuốc ba trong một là 299 mua một mua hai sản phẩm thì được tặng mẹ quen âm bằng vàng các chị dạ dạ ok em tặng chị chân bùi nè dạ, có năm chị hồi nãy nói năm chị em tặng cho chị đồng nhi lam dạ, có đơn em tặng cho chị đào ti dạ, có đơn em tặng cho chị lê thảo nguyên dạ, có đơn trời ơi nãy giờ toàn lấy giảm cân trà xanh quá trời người toàn lấy giảm cân trà xanh à, em tặng chị cô meo may mắn dạ có đơn ạ <laughs> chị thùy châu ngô nhà chị không có thờ phật vậy chị mua rồi làm sao bé chị thờ ông bà cha mẹ thôi em nói chị thùy châu ngô nghe như thế này đây là cái nhà em làm ăn mà bây giờ em bất 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 tiện quá nên em ở đây luôn em ăn ngủ ở đây hết em sinh hoạt ở đây hết em cũng đâu có bàn thờ đâu em cũng đâu có thờ ai ngoài ông địa ông thần tài nhưng mà em vẫn đặt một cái tượng mẹ lên các chị đặt nếu chị nào không có bàn thờ các chị đặt ở tượng mẹ ở cái chỗ các chị cảm thấy là cao nhất xong rồi các chị nếu như các chị mà không thích thờ thì các chị cũng không cần thờ tại vì em nói mình thờ mà mình không có tâm thì mình mình mình, mình càng phạm các chị cứ đặt lên các chị nhìn ở trong nhà cảm thấy bình an và giống như là có mẹ ở đó ngồi ở đó là ok rồi còn nếu như chị nào thích thò thì mua thêm một cái lưu hương nhỏ rồi cho em mấy ly nước rồi như như cái chung nước đó như vậy thôi rồi các chị thích thì các chị thò vì cái này là là tượng mà khi mà các chị trì chú hoặc là các chị tụng niệm nó gia trì vào trong cái tượng này thì cái lực cái hồn nó mới bắt đầu có thì khi đó các chị xin, các chị vái hoặc là các chị rơi vào bế tắc các chị xin mẹ Quan Âm thì nó mới được gọi là linh linh ứng ở trong cái ngôi nhà của các chị. Còn em thì em không có để tài, em cũng không có để bàn này nọ tại vì cái không gian ở đây để nó không được. Cái trước hướng ra ngoài thì ra ngoài đường. Rồi còn đặt ở trong nhà thì hướng vô toilet, nó cái hướng ở trong cái nhà này em đặt không được. Và ở trên lầu của em toàn là phòng vi tính online cho nhân viên rồi phòng chốt đơn, phòng đóng hàng nữa, nó không có phòng để em đặt. Nên là bắt buộc em chỉ đặt một cái tượng mẹ thôi Xong rồi em mà có muốn xin mẹ Em xin cái gì thì em em vuốt mẹ và em xin lọc thôi Miễn sao cái tâm của mình hướng về là được rồi Chị Thùy Châu Ngô Không cần là chị phải thờ hay như thế nào đâu thật sự Các chị thấy người ta rồi Nhiều người người ta ở nhà thuê, nhà trọ Người ta cũng đâu có bàn thờ đầy đủ đâu Người ta chỉ về trưng bày thôi Không phải là các chị Các chị các chị nên hiểu cho em nha Không phải là mình mua tượng Phật Hoặc tượng mẹ về là bắt buộc mình phải thờ vẫn chân bình thường phật dược sư cũng chân bình thường em cũng chân phật dược sư bình thường miễn sao tâm niệm mình vô thôi nên là chị nào mà đang có suy nghĩ là sợ những vấn đề đó thì các chị yên tâm cho em ha các chị ha và đặc biệt nữa các chị có tin thì các chị có làm thôi yên tâm cho em điều đó chị thò đi mai mốt quá hả chị em nói thiệt nha chị mà sức khỏe chị yếu nè hoặc là chị gia đình chị không được bình an quá chị cầu mẹ nha em bảo đảm luôn rất là tốt luôn miễn sao mình cảm thấy thích là được rồi nhà có nhiều nhà khách nhà em còn không có bàn thờ luôn đó có sao nó vậy à, chị thỉnh mẹ về chị trưng bày thôi vì nhà chị không có chỗ đó chị đào ti cũng y chang chị luôn chủ yếu là tâm mình sống tốt và phải tin là được đây đó nếu là chị thùy trong ngô thích thì cứ trải nghiệm nha vậy là còn được bao nhiêu hộp vậy là còn được mười mười tám hộp giảm cân dạ còn mười hộp mấy chị Còn được 18 hộp viên uống giảm cân trà xanh và và 31 hộp viên uống dạ à, sorry nhầm viên uống 3 trong 1. Bộ não sáng mắt và hỗ trợ xương khớp. Rồi bây giờ em sẽ qua. Các chị vô like, các chị share like giùm em nha. Bữa giờ rất là nhiều người hỏi cái bát vàng. Em không biết là hôm nay các chị có còn hứng thú à. Để em sẽ làm thử một cái live show với cái bát vàng đi ơi bà bà bà, bà ông điểm thần tài và xin xuống giùm tôi cái bát vàng đi. Đẹp lắm đi đâu ai cũng hỏi và đặc biệt những người khách vãng lai like, ghé shop em hỏi cái bát này còn không để mua nhưng mà hết hàng rồi tại vì nhập hàng về bây giờ là phải đặt số lượng nên em rất là ngán nhưng mà thôi em chơi liều chơi đại các chị ơi từ khi mà công nhận nha trộm viết nha từ khi mà em đặt cái bát vàng này ở ngay tài địa nha có dư có giả tiền nó nói chung là cũng thoải mái hơn hồi trước nhiều lắm luôn cũng mua sắm cũng chắc chiêu giữ dành cũng được dành dụng được dư giả cũng ổn định em cảm thấy cái này lọc nha em không biết cái chuyện sao nhưng em cảm thấy cái này lọc cho em hỏi ai nhận được cái bát vàng này của em rồi có đẹp không có hiệu quả có linh nghiệm không cho em xin cờ bên luôn dạ chỉ là để nhận bát vàng bên em mấy chị à có linh không mấy chị nha có có tố không mấy chị và cho em xin chút cờ hôm nay chị nào Bây giờ nè đầu năm mới Khi các chị đã bỏ tiền ra cái chị thỉnh Là của các chị rồi Nha em sẽ ráng làm sao em đặt số lượng Và em đẩy hàng nhanh 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 Để cho các chị nhận rồi tháng 1 cho nó hên Cho em hỏi trong live stream này của em Chị nào đã nhận được bát vàng rồi Chị nào đã có bát vàng của em rồi Cho em xin cờ bên Và ai chưa có ai muốn nhận được lọc Cho em xin cờ luôn Em tặng hết các chị trên lại Chờ lớn luôn Dạ chị em chưa có bát vàng thì bình luận chữ chưa với chị nha Đẹp muốn lắm nhận cái này uh, để quay cam sau Cho nhiều người hỏi lắm Đẹp cực kỳ Ở trên đều là vàng thật hết các chị uh, bác này đẹp xuất sắc và lộc lắm luôn Đây Bao nhiêu người ghé shop và ai cũng hỏi Nhưng em phải nói các chị nha bác vàng nhà các chị đã có tụ bảo rồi Các chị có một cái bát vàng Tại sao Đặt bát vàng ở trong nhà có dư của có dư giả Và đặc biệt nữa ăn ngon mặc sung sướng Nói chung em cảm thấy vậy Đầu khi mà em đặt lên em cảm thấy là cuộc sống nó dư dả dạ, nói chung làm cũng dư dả dạ ra tiền tại vì hồi trước em nói thiệt các chị á không phải em than đâu em kiếm được tiền nhiều lắm em kiếm được không phải mỗi mình livestream thật ra livestream cũng không phải là nguồn thu nhập chính của em đâu nha em bán sĩ em có những cái em kiếm được bằng nhiều cách lắm thật sự luôn mà các chị biết không em kiểu kiểu tham á em đặt hàng em đặt lúc nào cũng đặt dư hết bây giờ ví dụ như tỳ hưu cái chị ôm hàng về cái chị đặt ngàn trăm hai trăm con thôi từ từ cái chị bán em đặt cả ngàn con tỳ hưu bán từ từ rồi cái gì em cũng ôm số lượng nhiều hết em bán chủ yếu cham bạc đồ này nọ em sĩ lên ta rất là nhiều cực kỳ nhiều luôn rồi phong thủy này nọ đá các loại ôm cho khách sĩ nhiều lắm nên nhiều khi mình kiếm được tiền cái xong mình cũng phải bù tiền hàng em nói thì cái chị tiền của em bây giờ là hàng không mất hàng hóa không đó nhưng mà trộm vía từ lúc mà thỉnh cái bát vàng này về có dư có giả có cảm thấy là thoải mái hơn nhẹ nhàng hơn về đầu óc là ok rồi các chị đẹp lắm rất là lọc và rất là hên luôn các chị ơi mà đầu năm nha các chị nhận nha em nói các chị ơi siêu hơn siêu lọc dạ, siêu lọc lắm chị nha siêu may mắn rồi chị bình an mình... à Đam mê lắm em chị Đào Ti Chị thuê căn phòng 18 m vuông Mà từ khi biết Minh Anh là biết về phong thủy Nên chị kêu chồng chị làm cho chị cái kệ Để trưng lên giờ không đủ chỗ Để chị mới đầu tư cái tủ nhỏ Và mấy trăm nữa <laughs> Đúng là tinh thần đam mê phong thủy đó Các chị thấy chưa có những người thì người ta không có nhà Người ta chỉ thuê nhà thôi Nhưng mà cái tinh thần là ok rồi Hy vọng sớm sớm vợ chồng chị thuê được cái nhà to hơn Rồi vài vài năm nữa phát triển Hoặc là chúng mánh mua được cái nhà Vừa vừa ở ở là cảm thấy cũng sung sướng rồi Nha chị Đào, chị Đào nha Hy vọng chúc chị nhiều may mắn và nhiều bình an Cảm thấy trong lòng tin vậy thôi là được rồi Ok Hôm nay em nhận đơn đại đi Em đã không nhận đơn nữa rồi Mà hôm nay em nhận đơn đại luôn với các chị luôn dạ chơi lớn chơi xong luôn các chị nha tư tế mạnh tay giúp em chị nào muốn nhận lòng phải lên chỉ nhận lòng nhiều nhiều chị nhận lọc chị mang chơi lớn chơi sốc cho mấy chị luôn à em sẽ làm hai chương trình mà em nghĩ ai cũng thích tại vì sao bữa giờ nhiều người hỏi cái này lắm rồi mà không nhận đơn hết hàng hôm nay con viên nó mới mò ra em thấy cô tức không mấy chị chửi bởi vậy các chị thấy lên là lam hay chửi là đúng lúc nào cũng nói hàng hết trơn rồi mà kiếm đó. lâu lâu kiếm mò ra được mười mấy hộp mười mấy hộp đóng hàng sống quăng vô thùng sống cất lên trên cao xong rồi nó để mỗi thứ nơi 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 mà em không có thời gian kiểm soát các chị thấy không hôm nay lòi ra được hai mươi mấy hộp xương khớp xương khớp này bữa giờ người ta kiếm người ta hỏi quá trời luôn thứ nhất tạo độ nhờn xương khớp thứ hai giảm tình trạng đau xương khớp và đặc biệt là hỗ trợ giúp cho các cơ các xương trong cơ thể các chị chắc khỏe hơn ai mà bị đau nhức xương khớp uống cái này cho em nè còn cái này là chống nắng hữu cơ nè Ok chưa Em bán một trong hai sản phẩm Các chị thích lấy cái gì các chị lấy nha Chuẩn bị bên luận với mấy chị nha Bác bạn cực kỳ may mắn luôn chị nha tài lộc nè. Ai lấy cái chị ghi dùm em Chống nắng hữu cơ Hôm bữa em giảm các chị là 250.000 đồng một tiếp và viên uống đặc trị xương khớp là 299k Các chị muốn lấy cái gì cũng được Các chị có thể lấy hai viên uống đặc trị xương khớp hai chống nắng hoặc là một chống nắng một đặc trị xương khớp Lấy cái gì cũng được Em tặng cho một cái bát vàng Ok Chương trình siêu lọc đáng Chị nha lấy em cũng phải là viên uống xương khớp 299k kem chống nắng hữu co 250 Chị nha mua hai sản phẩm Em tặng cho một bát vàng cực kỳ may mắn và cực kỳ lọc Ai thích lấy cái gì thì cứ lấy Muốn lấy cái gì thì lấy Cần chống nắng thì lấy Chống nắng này xài đẹp lắm Chống nắng này là chống nắng hữu cơ Nó còn xịn hơn cả chống nắng vật lý luôn Và nó dành được cho tất cả các loại da Nó siêu nhạy Gọi là siêu mỏng và siêu dễ chịu Dành được cho tất cả các loại da nhạy cảm Còn cái này là đặc trị xương khớp Ai thích cái này thì các chị lấy Cái này em bữa nhiều người hỏi lắm nào in mà nó nghe nè mấy chị Xương khớp á Các chị uh các chị nói thiệt ai có tiền á các chị mua thêm cái loại mà hồi trưa này em tính like nè ai đã dùng được cái này của em rồi cho xin comment cái này là em không bán nha em nói trước hàng của chính phủ hàn quốc em lên cho các chị cái này để em lên sẵn tiện em lên luôn nhắc tới cái này là em nói các chị ơi phải quốc liền ai đã từng xài canxi của chính phủ rồi cho em xin comment chị đã sử dụng rồi mấy chị ơi cho em xin chúc cảm ơn cảm nhận mấy chị nha Nó có tốt và có hiệu quả không mấy chị à. Em đang cầm trên tay của em là canxi của chính phủ Nó không phải loại thông thường Canxi của chính phủ là coca GF nè Và đặc biệt dòng canxi này nó là col-ca-xi-um cool Nó dòng là royal là dòng cao cấp Nó hỗ trợ không những là tốt cho canxi Mà trong cái loại remium này nó có vitamin D Nó có manhe và nó có thêm thành phần là kẽm rất là tốt luôn cho xương khớp. Cho em hỏi ai trong live stream của em bị đau nhất xương khớp nè, các chị bị thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm và vân 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 liên quan tới xương khớp. Trời lạnh hay bị đau nhất, đi lên đi xuống cầu thang bị đau nhất, tê buốt tay chân các chị comment đi em tặng mỗi người hộp không đồng. Dạ. Chị nào có vấn đề về xương khớp với chị nha? tương tác giúp em tặng không đồng trong live nha. Tốt lắm các chị ơi. Nó được làm từ canxi từ rong biển nè, mangan oxit cảm kẽm oxit vitamin D3 chống bệnh còi xương. Và đặc biệt nữa trong đây là có FN FNF là một cái thành phần chỉ có chính phủ mới có, FNF. Thành phần đó là chữa những cái bệnh đau xương khớp cực nhạy luôn mà đặc biệt là tăng chiều cao cho trẻ. Người nào mà trẻ con từ 10 tuổi đổ lên dùng được canxi này sẽ hỗ trợ tăng chiều cao và đặc biệt người già là chắc khỏe xương khớp tránh bị loãng xương ở tuổi già và đặc biệt nữa là nhất là những bệnh tê bì tay chân uống một uh, uống một rồi ngưng phải không con cô nguyệt trần không loại canxi này là không ngưng loại canxi này có thể dùng đều luôn để hỗ trợ tại vì cái này không phải là thuốc cô uh, cô nguyệt trần nó là thực phẩm chức năng cái này uống được nha cô nguyệt trần nha uống đều được nha nó giống như là uh, nó giống như là uống men vi sinh vậy đó uống đều mỗi ngày được không bị ảnh hưởng gì hết chống uh, nguy cơ loãng xương và thái hóa thái hóa xương hay lắm đó các chị cực kỳ hay xương khó lắm các chị nha chị nào đã sử dụng rồi giang xin chú cảm nhận với chị nha trong đây có f a m s m là nó chống cái bệnh là đông mạch máu đó và đặc biệt nữa những người nào mà uh, thần kinh bị co giật đồ này nọ nè tim nhịp tim co đập loạn xạ nè thì uống cái này canxi của chính phủ hôm bữa có nhiều người đã được em hỗ trợ rồi đây hàng của chính phủ nó sẽ có một cái tờ giấy và đặc biệt nữa dòng này là dòng cao cấp uống đi không hề mập không bị tích nước mà không bị gì hết sáng chị hiếu nguyễn chị mới khen cái này xong em nói thôi để tối em lên em like thực phẩm chức năng em làm chương trình em tặng cho các chị đó các chị xài siêu xịn luôn hay lắm các chị ơi cực kỳ hay và cực kỳ tốt mấy chị nha chị bích hàng chân sử dụng này nó là nhiều mấy chị ạ ai coi like chia sẻ like trời ơi đừng có nhắc chị mất công chị ác thì <laughs> người ta đang ở nhà cái bà tự nhiên bà nhắc người ta vậy bà duyên ai coi like mấy chị thấy không nhiều khi nhân viên em nó cũng lãng xẹt tự nhiên người ta đang nằm nhà người ta không có coi like của mình tự nhiên nhắc lát nữa chị ác thì chết luôn <laughs> ai coi like chia sẻ like giùm em nha các chị nha dạ, một chấm một xem một tim Hôm nay có ai muốn được tặng không đồng không? Cho bé đẹp xin cảm ơn Dạ chị nào muốn được tặng không đồng thì tương tác mạnh tay giúp em với chị nha Chị Mai hỗ trợ tặng không đồng cho sử dụng hữu với chị em nha Thôi bây giờ nha em tặng tri ân luôn Em còn Em nói cho chị nghe Viên uống giảm cân trà xanh Nên uống liệu trình 3, 6 hộp, 9 hộp Hồi nãy là 10 người rồi đúng không? Dạ, đúng. À, 10 hộp rồi đúng không? Viên uống giảm cân trà xanh còn được 18 hộp nữa Tổng cộng 28 trừ 10 là 18 Là còn được mấy combo nữa hết Thì em like chương trình này em tặng luôn Nếu ai cần thì mua Và viên canxi này ai cần thì mua hai cái sản phẩm này là cháy luôn Các chị thích cái nào các chị lấy cái đó Hôm nay em tặng hết Chuẩn bị tặng lớn tặng xong luôn nha mấy chị nha Đang tương tác mạnh tay em đã thấy... Hôm bữa là em nói các chị là em chỉ tặng một hộp như thế này thôi Vì một hộp này là một hộp sai đại Hộp này là bao gồm là bốn hộp nhỏ Đây là một hộp lớn 1, 2, 3, 4 nè các chị Đây nha các chị nha Ai mà xương khớp các chị bị đau nhiều Thì các chị nên uống cho em duy trì cho em Hay rất là hay Và hỗ trợ canxi Đây là viên canxi có manhê và kẽm vào vitamin D Chị nào lấy các chị cầu mình Bây giờ hỗ trợ luôn đi Chơi luôn Dạ chơi lớn chơi xong luôn mấy chị nha Ai lấy ghi dùm em viên uống giảm cân Lấy em cũng phải làm men uống giảm cân mấy chị yêu à. Hết luôn là hết sạch nha Không kiếm đâu ra có nha các chị Hết rồi Hứa luôn đó từ nay về sau về cái này Đền em bao nhiêu em cũng đền Vì nó hết sale rồi các chị Đợt đó là nhà máy nó còn được bao nhiêu số lượng là ôm giảm và đặc biệt là hết sạch luôn Em tặng các chị 299k viên uống giảm cân trà xanh Dạ viên uống giảm cân là 299k các chị yêu à. Ai lấy hai hộp viên uống giảm cân trà xanh em tặng cho một hộp canxi không đồng. Wow siêu xong với chị nha, đây không phải là viên uống giảm cân 299 k mua hai em tặng một hộp canxi không đồng chị. Ai lấy hai hộp viên uống xương khớp tặng các chị 299 k. Ai lấy hai hộp em tặng các chị một hộp canxi không đồng. chơi luôn coi như là đã xeo đã lỗ rồi nha tặng luôn ai thích lấy gì lấy dạ tặng lớn tặng sâu luôn các chị nha xưa khó là 299 viên muốn giảm Con là 299 mua hai sản phẩm em tặng cho mình một hộp canxi không đồng với chị nha hộp lớn với chị yêu ạ à. à. cô mua bên con ba hộp cô uống hết một hộp rồi cô ngân cô cô nguyệt trần cô nên uống đều đặn để cho tốt nha cô đều để cô nguyệt trần nha hello em chào chị hoa ngọc ạ à. chế nào lấy các chị cứ comment giùm em dòng này là canxi hỗ trợ chuyên đặc trị về canxi, cực kỳ hay, cực kỳ hiệu quả và đặc biệt nữa là cực kỳ cực kỳ nhạy luôn các chị. Hay lắm. Dạ, đơn mạnh tay giúp em để em thấy trò mang mấy chị yêu luôn nha. xương có là 299 giảm cân là 299 cho mấy chị yêu mua hai hộp em tặng một hộp canxi lớn không? Đừng mấy, Hình mấy như chị lâu, kỳ, lâu lắm, em, lắm chị... rồi, em không lai like bổ gan. Để mấy hôm nữa em canh sale em lai like bổ gan nha các chị. Ôi trời ơi, bổ gan nhiều người hỏi lắm luôn. Tại vì biết chị biết sao không thức khuya Rồi này nọ chị muốn tặng bát vàng Thì mua gì bé chị hát trần Để em coi cái chương trình hôm bữa em tặng bác vàng Là em tặng gì tại vì bát vàng lưu ly, lưu này mắc lắm Nó là bát to nên là nó cao ở ngoài bán một bát đó hai triệu mấy nó là bát bác say to viên uống giảm cân trà xanh là 299 k mua hai hộp tặng một hộp Viên uống canxi nha các chị nha, không độc Dạ hộp lớn lắm mấy chị nha, nó siêu hồi Mấy chị nha, chị nào lấy cái bình Hộp viên đồ... canxi này là các chị uống được cho em phải 2-3 tháng đó Hộp này hộp to Các chị dùng hộp này là hộp lớn của chính phủ Là loại này nè Đây, ai muốn lấy gì các chị lấy nha Ok, Minh Anh gửi kim bài chung cho chị nha Ok, chị Đào Ti à Ai coi like, chia sẻ like giùm em Dạ một chấm một xe một tim giúp em với chị yêu ạ. À. Rồi ok, chị HS Trần, chị muốn tặng bác vàng, bác vàng là bác nào? Cái bác tụ bảo vàng á hả? Sáu hộp uh... bác tụ bảo vàng hay là bác nào ta? Chị chị uh, chị HS Trần thấy cái bác này á hả? Phải không? Dạ đúng không chị? Nếu mà đúng ok giúp em nha. Phải hỏi bác này không? Phải hỏi bác này không? Tại vì bác này hôm bữa không có chung, không có làm chương trình, hôm bữa là chỉ tặng mở hàng thôi nhưng mà không có người ta mua phong thủy cũng cao tiền lắm. Còn 18 hộp viên uống giảm cân trà xanh, bây giờ em đọc tên nè. Chị HS tròn chị Kim Phương Hứa. À, cái mới hồi nãy đó chị HS tròn ok để em làm chương trình em tặng luôn. Ủa hồi nãy có like chưa? Ừ. Rồi ok để em chút xíu Chị Kim Phương hứa là hai hộp trà xanh là còn nhiêu? 16 hộp. 16 chị. Chị My Ngọc Phạm, 6 hộp giảm cân trà xanh dạ là là còn 10 hộp. Tặng một mẹ quan âm, tặng một bát vàng và tặng một hộp canxi si lớn, vậy là còn được 10 hộp giảm cân trà xanh. Thôi các chị ơi, ai đang coi like lấy luôn đi, hết rồi. Giảm cân trà xanh xài ngon lắm á. Ai đang coi like cần thì mua luôn nha, ai đang cần thì mua luôn nha. Tại vì dùng dùng theo liệu trình đi cho nó hay. Giảm cân trà xanh ok lắm á Đâu rồi Mới cầm một hộp Cái đâu rồi gì Đây nè Còn được chục hộp À lấy gì lấy nha các chị Rồi chị Thùy Châu Ngô hai giảm cân à, Trà xanh tặng chị Thùy Châu Ngô là còn được uh... Ủa 10 chứ 10 trừ 2 là còn 8 Còn 8 hộp Em còn duy nhất 8 hộp với chị nha đủ một liệu trình sử dụng cho tốt với chị nha lên nhớ em cố phá là viên uống giảm cân với chị nha 299 k xương khớp 299 mua hai em tặng một hộp canxi lớn không đồng với chị, chị mà. nhắn qua tin nhắn nhân viên hỗ trợ đơn cho chị nha Đà còn 8 hộp viên uống giảm cân trà xanh là hết luôn chấm dứt cuộc tình đó nên là chị nào mà đang sử dụng mà cảm thấy ok thì các chị ơi các chị tranh thủ các chị mua dòng này là đỉnh của chóp hay cực kỳ hay luôn không hề không mệt mấy chị không gì hề nha. mệt không, mất nước mấy à. đó còn được nói chung là chuẩn bị là em chấm dứt chương trình đài truyền hình để tặng mấy cái này rồi vì hết sạch rồi trong đây là từ bột trà xanh vitamin c vitamin e hỗn hợp từ natri sensulozer à quên sẵn tiện nhớ nhắc mới nhớ bà đưa giùm tôi cái cái gì quên mất tiêu rồi không phải cái mặt mẹ quan âm bị bơm đi khổ tâm lắm trời ơi cái mặt mẹ quan âm làm từ ngọc mã não lam hồng Rất đẹp luôn ngọc này là ngọc trên viên di đó các chị ngọc mã não cái này hồi sáng người ta chụp còn không có đường tiểu đường uống giảm cân trà xanh được không dạ được chị mi ngọc phạm thoải mái luôn chị mi ngọc phạm ơi tại vì giảm cân trà xanh này nó không ảnh hưởng gì tới lượng đường hết và đặc biệt nữa là nó không có làm mình mệt trời ơi em là chùm yếu luôn á em đụng cái gì em cũng xỉu luôn á xỉu mà em còn em còn mệt nữa Em nhảy dây chắc được mười mấy hai chục cái là em đã thở như gì rồi Uống cái này chị vẫn sinh hoạt được bình thường Không bị lợi tiểu và không bị đau Gọi là đau bụng đi đi cầu nhiều ấy Có những loại giảm cân uống vô là cứ đi tà rẹt suốt ngày luôn Thì các chị làm sao mà các chị đi làm được Uống cái này không bụng rụng tay chân nha Vẫn sinh hoạt bình thường Đây 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 Hỡi các chị yêu dấu và dấu yêu của em Mặt cực kỳ đẹp ngọc cực kỳ trong luôn mấy chị yêu nha đây, 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 đây. Mẹ Quang Âm đưa cái vòng cho mượn cái. Đây, đây nè các chị. Hồi trưa nay là đúng gọi là hữu duyên luôn. Full vòng hổ phách và đặc biệt nữa có một viên di kim xí điểu. Hổ phách Nga nha. Và kết với Ngọc Cẩm Thạch. Ngọc Cẩm Thạch Sơn Thủy. Em tặng full cái vòng này là 799k. Em tặng một mẹ Quang Âm đẹp lắm mẹ quan âm này hồi chua đem lên là nhiều người hỏi cực luôn nhìn là cực kỳ bình em và may mắn và tài lộc với chị nha chị yêu nào lấy lên em phải là may mắn với chị nha 799 k với chị yêu ạ đẹp lắm cái cái mặt mẹ quan âm này hiếm cực bình thường các chị mua màu xanh là đồ này nọ nó rất là nhiều nhưng mà cái ngọc ngọc mã não nam hồng chất sinh này rất là hiếm và có đúng một chị bơm luôn á, thề luôn á Nên là em phải lên like em xả ví nhanh lập tức luôn Nguyện cho ai thỉnh được mẹ này cực kỳ lọc các chị ơi Ai lấy ghi dùm em mẹ quan âm có đơn luôn Dạ đơn có phải là mẹ quan âm giúp em nha. 799k với chị nha. Ủng hộ phanh với chị yêu à. Đẹp lắm các chị ơi, nhìn vào rồi rất là bình an Mà nhìn mẹ cực kỳ nhẹ nhàng các chị ạ à. Xinh lắm luôn đó, chị nào mà các chị hữu duyên thì các chị lấy Siêu đẹp Đúng một mẹ duy nhất nha các chị nha Ai coi like một tim một like và một xe Dạ duy nhất một mẹ bị bơ với chị nha Chị nào lấy là mẹ quen anh là có đơn với chị nha Bạn Ủa hồi đánh nãy đang nói đánh. còn mấy hộp giống cưng trà xanh tám hộp đúng không dạ, 8 hộp làm chương trình cho 8 hộp cuối cùng Tặng sao hết thôi Tại vì sao mấy chiều em ghét nhất là em like Mà em còn hàng Tại vì em còn hàng 8 hộp là nhân viên em nó cất Cái xong 11 là mất luôn Không nhớ Để đâu hết á Đầu hay trên mây lắm Em chơi lớn các chị ơi hôm nay là mùng mấy rồi hôm nay là mùng, mùng, 8. mùng 8 rồi đúng không chuẩn bị cho em là tới uh, chuẩn bị mùng 8 rồi chuẩn bị cho em là ngày phía thần tài chị nào ở thành phố ở tỉnh các chị ơi tranh thủ nhận hàng hôm nay em nhận các chị rơi vào đầu tháng các chị ơi thỉnh cho em bác tụ bảo em tặng luôn bác tụ bảo này là em không làm chương trình nha tại vì bác tụ bảo này mắc bác tụ bảo này là bác tụ bảo sai bự và ở dưới đó là những cái gọi là những cái gọi là vàng làm từ lưu ly hổ phách và bên trên của nó sẽ sẽ có chín thỏi vàng bằng ngọc lưu ly là một trăm là lưu ly thiên nhiên nên khi các chị cầm cái bát này là nặng gọi là gãy tay luôn á rất là nặng đây các chị không phải bát tụ bảo bằng nhựa mà là ngọc lưu ly một bát này người ta bán 2 triệu hơn một bát và đặc biệt nó là size to và các chị đặt trưng ở trong nhà rất hên em xin tặng luôn còn 8 hộp viên uống giảm cân trà xanh cuối cùng cho lên đường luôn Dạ còn duy nhất là 8 hộp mấy chị yêu nha duy nhất 8 Hôm bữa người ta phải mua hóa đơn vậy? gần cả triệu Mới được tặng cái bát tự bảo mở hàng đó Chơi luôn Trời ơi lỗ thậm tệ nha Tính các chị 299 ngàn một hộp viên uống giảm cân trà xanh Chị nào lấy hai hộp viên uống giảm cân trà xanh Em chơi luôn em tặng một bát tự bảo sai lớn Dạ cực kỳ số mấy chị nha Lấy em cũng phải là viên uống giảm cân với chị nha 299 ca mua hai hộp em tặng một bát tự bảo lớn với chị nha Chơi nốt hôm nay còn được tám hộp chia ra là được bốn chị ai lấy quất luôn em nói rồi hôm nay lỡ chơi rồi chơi láng luôn đi các chị ơi tại vì hết rồi em xả vía luôn cho các chị lấy các chị lấy lọc nói chung là giảm cân trà xanh này nói chung là đã sale rồi thì không thể nào tặng quà được mà hôm nay em lấy em tìm chương trình em tặng quà các chị luôn ai thích lấy gì các chị lấy hai các chị ha bác tụ bảo đẹp lắm trưng ở ở ở nhà rất là hợp phía rất là may mắn nhà em đã có một bát tự bảo rồi em vẫn trưng bình thường thoải mái các chị đặt ở trong nhà đặt ở tài địa đặt trên bàn gia tiên đặt ở trên bàn phật cũng được hoặc đặt trên cho em két sắt cũng được tủ két sắt cũng được ai có két sắt to thích thì mình bỏ vào trong két sắt cũng được luôn bàn làm việc cái nói chung là nơi nào trong nhà các chị cảm thấy cao sang thoáng đảng các chị đặt lên những vị trí đẹp nhất là ok em tặng hết cho các chị ai coi like chia sẻ like giùm em nha Ok em tặng cho chị chân bùi 2 giảm cân em tặng chị một bát tủ bảo. Dạ có đơn ạ. À. 2 viên uống giảm cân trà xanh. Rồi là em còn được nhiêu? 6 hộp. My Ngọc Phạm còn được 4 hộp. Dạ có đơn ạ. À. Rồi còn được 4 hộp cuối cùng năng nỉ đi ai lấy ủng hộ giùm em hết luôn rồi đó. Dạ chị nào lấy thì em cũng phải là viên uống giảm cân với chị nha 299k mua 2 hộp em tặng một bát tủ bảo về cho mấy chị yêu luôn ạ. À. Một hộp này các chị uống được cho em là 1 tháng một hộp uống được một tháng ba hộp là ba tháng ai mà nãy ở, ở trong nhà mình chưa đủ sáu hộp uống nửa năm đó các chị mua đi hết sạch luôn rồi đó còn được bốn hộp cuối cùng chị cái gì đây mồi mồi nam gì i am wow i am gì đây từ đi e quen để đi mình lớp baby gì đây ông nội mồi nam này là ai vậy chẳng luôn đi chị um, có xăm nước bữa không em ai coi like chia sẻ like giùm em nha Ờ à, đúng rồi em quên Một hộp này là 60 viên em nói lộn Hộp này là 60 viên Em nói lộn 30 viên Một hộp 60 viên Một ngày là uống 2 viên Là suy ra hộp này uống được một tháng 60 viên lận nha nó ghi số 60 Hồi nãy em nhìn lộn 30 gram một, một, một viên là hàm lượng của nó là 30, 30 microgram 500 microgram Em nhìn số 30 em đọc lộn Hộp này là xài được rất là lâu Một tháng 6 hộp là dùng được nửa năm và tất cả đều là hàng đắt mới trời đắt tới 2025 lận mà đắt rất là xa các chị ơi tha hồ mà sử dụng bây giờ em qua view giảm cân trà xanh nha dạ, em còn duy nhất 4 hộp chị nha chị nào lấy thì lấy hết giúp em đủ một liều trình sử dụng cho tốt với chị yêu nha rồi chị nào thích cái gì các chị comment luôn em lên luôn em còn cái gì xăm nước hôm bữa không xăm nước bữa không là loại nào ta còn loại xăm hộp không bà duyên xăm lốc á bà coi em tôi coi chị hỏi xăm nào ta à đúng rồi ủa rồi bà coi giùm tôi còn yến không yến còn loại nào chỗ đem ra tặng hết trơn đi để quên mất tiêu mấy hộp yến nữa yến còn loại nào gọi đem ra tặng hết luôn đi bà còn coi loại nào còn có yến còn yến collagen hay yến canxi si hay yến nghị hoa nghệ tây không cái yến đó đẹp uống đẹp da lắm luôn á ê cái hộp đó mắt á phải không Ôi hộp này là tuyệt vời luôn đó các chị ơi Hình như chị hỏi cái loại này đúng không Chống đột quỵ nè Phải không chị hỏi cái loại cái hộp này đúng không Còn hộp nguyên không Còn hộp mới không lấy cho cái hộp mới đi Của cái hộp mới ra đi cầm lên cho nó Cho nó đỉnh của đỉnh coi Trời ơi cái này mới mắc nè Cái này của chính phủ Hình như bữa chị hỏi em cái hộp này nè Phải không cái hộp bự nè Xanh là cực tiền tốt với chị nha Cao cấp Xăm này là xăm thượng hạng Mà đặc biệt nữa nó có thành phần là của An Cung Ngu Cái này là sẽ chống đột quỵ Và trong đây là có đông trùng nè Phải chị hỏi cái loại này không? Ôi loại này thì chắc không tặng nổi rồi <laughs> Loại này bây giờ là mắc lắm 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 luôn Phải chị hỏi loại này không? Đúng không ạ? À? Ôi loại này mắc lắm Mà cái loại này uống siêu ngon Dễ uống mà đặc biệt cực khỏe Cái này nha Người nào cơ thể đang bị mệt Trời ơi Làm làm chương trình bữa là chương trình gì vậy em Em nói thiệt mỗi like em tặng mỗi mỗi cái khác nhau Em tặng em khùng em tặng điên hết đó, đó Bà coi cái chương trình hôm bữa tôi tặng gì vậy Cái này đúng rồi nè Coi 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 hôm bữa làm chương trình tặng gì vậy Cái này là chống đột quỵ Vừa khỏe cơ thể chống đột quỵ Chống mệt mỏi Và đặc biệt uống ngay một chai nếu như ai đang bị mệt cái này hôm bữa em nói thiệt các chị em tặng, hàng này là hàng gift set Wellbio của chính phủ mà. Các chị coi giùm em nè, hộp 3kg, nhưng mà em nói Tết nha, đúng là thật sự hôm bữa em tặng các chị, nhiều người tặng biếu. Hộp này là cực kỳ trân quý luôn, hộp 3kg, và uống rất là khỏe. Các chị uống thông thường là dạng nước, nhưng loại này là loại thực phẩm chức năng, uống nó chữa bệnh ai đang mệt nhiều làm cho em một chai khỏe re luôn mà đặc biệt trong đây có đông trùng nữa hỗ trợ tăng khả năng sinh lý nữa chống đột quỵ đặc biệt là ai hay bị mệt mỏi huyết áp huyết áp cao huyết áp thấp đều dùng được cho em cái loại này nó lại gọi là xâm 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 thượng hạng nó, nó bên trong đây là nó sẽ có cái, um, um, cái gọi là xâm gì xâm đắt tiền nhất của hàn quốc luôn gọi là xâm gì Hôm bữa có nói nè, quên mất tiêu rồi Tem phụ đề đâu mất tiêu luôn, cũng không thấy luôn Hello chị Sương Lam Coi cái chương trình hôm bữa tặng gì đi mở ra đi Chứ giờ không nhớ luôn á trời Đầu em dạo này như trên mây vậy chứ ơi Bên trong là nó vừa có linh chi Vừa có lộc hưu Vừa có xăm, vừa có đông trùng Và đặc biệt nữa Một cái, một cái loại nấm À nấm thượng hoàng Nhớ rồi Nấm thượng hoàng chia sẻ like dùm em nha các chị nha ai coi like chấm bài chia sẻ like dùm em cái chương trình hôm bữa là tặng như cái gì giờ hỏi em là em chịu thua rồi đó chứ ơi em là em ngu người nhất cái này luôn cái pha đi vô lòng đất để em mở cái này ra em cho các chị coi ôi tốt lắm các chị chữa được bá bệnh luôn đó các chị trong đây là có làm từ um, xong xăm gọi là gọi là cái gì nấm thượng hoàng một trong những cái loại nấm rất là đắt của Hàn Quốc, một hộp thôi các chị ơi gần 10 triệu của chính phủ. Hộp này ở bên chính phủ Hàn Quốc gần 5 triệu một hộp. Một chai của nó rất đắt luôn. Một chai này uống được làm hai lần nha các chị nha, để em mở ra cho các chị coi. Của chính phủ Hàn Quốc. Của Wellbio siêu nổi tiếng luôn ai ở bên Hàn Quốc hả ở trong đây nó còn có thêm vitamin C nữa nên nó chua chua rất là dễ uống cái dòng này những người bên Hàn Quốc người ta các chị ơi không phải là người bình thường mới uống được đâu có tiền mới mua được cái loại này vì cái chị Ki là hay nhập hàng về cho em á là chồng là làm ở trong cửa hàng chính phủ nên là nhiều khi có hỗ trợ giảm giá hoặc là vô chờ là mua được xăng sale quá các chị nên dạo này các chị thấy em bán hàng của chính phủ sau này em sẽ nhập về cái tinh dầu thông đỏ giá của nó một hộp 6 7 triệu em bán luôn. Ai thích cao cấp em có cao cấp em bán. Đẹp lắm. Đây. Bao các chị luôn. Uống cái này lưu thông tuần hoàn máu, chống đột quỵ và đặc biệt chữa trị cực kỳ nhiều bệnh, chống ung thư luôn nha các chị nha. Vì vì trong đây có nấm thượng hoàng, siêu đắt, linh chi, lộc hưu, sâm và có vitamin C. Uống cái này vừa ngon vừa khỏe Và đặc biệt nữa là trẻ khỏe đẹp da các chị ạ à. Hello em chào chị Thu Lê Em chào chị Hồng Liên Nguyễn Như Chào tất cả các chị đẹp đang coi like dạ, Chào mấy chị yêu luôn à. Tương tác mạnh tay với em một chấm một xe một tim mấy chị yêu nha Đẹp chưa đẹp chưa Rồi hôm nay thôi kệ đi lỡ nha Thôi bây giờ em không biết bao nhiêu tiền Thôi em cứ chơi đại đi đỡ phải suy nghĩ nữa Chóng mặt nhức đầu quá các chị ơi Đưa luôn ơi Cái um... view uống ba trong một đi chơi luôn dạ chơi, lớn, chơi sao với chị nha hết sạch tất cả đều hàng đắt mới và đắt xa viên uống 3 trong một hộp này em đang cầm trên tay em chỉ còn vỏn vẹn 31 hộp hết luôn không bao giờ về lại nha vì hàng này hàng xăng xeo cực hay các chị nhiều người hỏi em em ơi mua thuốc bổ não cho chị uống trong đây vừa có bổ não nè vừa có bổ mắt nè vừa có bổ khớp nè và hỗ trợ là cân bằng được nhịp tim nè tại sao không uống các chị đầy đủ hết và không cần phải uống omega 3 và hỗ trợ là tăng trí nhớ có DHA tăng hỗ trợ trẻ từ 8 tuổi đổ lên sử dụng được 10 tuổi đổ lên ta từ 8 tuổi đổ lên là siêu ok ai lấy cái chị cầu mênh dùm em thuốc 3 trong một viên uống 3 trong một nha các chị nha bổ não bổ mắt bổ khớp và hỗ trợ nhịp tim 299.000 dạ lời có phải là thuốc 3 trong 1 với chị nha 299k mấy chị yêu à. ai lấy hai hộp thuốc 3 trong 1 chơi luôn tặng một hộp của chính phủ không đồng 3 kg hôm nay em chơi liều luôn em chơi lá vì em nhớ hôm bữa em làm chương trình là hóa đơn cao tiền lắm mới tặng được cái hộp này vì hộp này bên hàn quốc là một hộp mấy triệu bạc rồi em còn được vài hộp em chơi luôn chị nào lấy comment trên like tặng hết chị nào lấy là cũng phải giúp em đó rồi chơi luôn nha tốt cực kỳ tốt cực kỳ tục kỳ nói chung là siêu đỉnh của đỉnh nói chung là dòng này là vip lắm luôn các chị bệnh cỡ nào mệt cỡ nào cũng phải dùng cái ba trong một nó hay lắm tại vì nó có bộ não ở trong đó luôn ai mặc đầu óc không được lưu thông hay bị mất trí nhớ các chị uống cái ba trong một này nè nhiều người còn lạ lẫm lắm nhưng mà em thấy có gì đâu lạ lẫm nó tổng hợp ở trong đó các chị tiện chứ sao nhiều người uống thêm omega nhiều người uống thêm sụn vi cá mập để làm gì trong khi ở đây nó đầy đủ hết rồi các chị uống một viên thôi là đã tổng hợp đầy đủ hết vừa tốt cho mắt nè không bị khô mắt nè niêm giác mạc nè rồi bị lão mắt người già nè mà đặc biệt nữa cái này nó còn tốt cho các chị cơ thể các chị luôn nó đầy đủ hết hỏi các chị làm sao mình không nên trải nghiệm đúng không các chị mà cái này hàng sale nữa em nói thật các chị hôm bữa hình như lộn hay đọc lộn giá chắc luôn hôm bữa hình như phải mua cái gì tám trăm rưỡi á đúng không vậy cái này là tiền cước không là năm sáu trăm rồi phải không chắc vậy đó chị tại vì không? Ôi trời ơi chết rồi Vì em nói cái chị ở cái này em nhớ phải làm hóa đơn cao lắm nè Không rẻ đâu Vì một hộp này là 3 ký mà Tất cả đều bằng gấm hết Và đặc biệt cái chai này Một chai này Một hộp của nó là 2, 4, 6, 8, 10 chai Nhưng chai này các chị chia ra uống được hai lần Uống khỏe cực kỳ Ai trong cơ Ai người thân của các chị đang có tế bào ung thư uống cái này nó sẽ giảm tế bào ung thư gọi là nó sẽ làm giúp cho nó teo lại ý. ung thư vú ung thư này nọ ung thư cổ tử cung hoặc các thứ các kiểu và đặc biệt nữa là trong đây là có sâm có có nấm nấm thượng hoàng nè uống cái này chữa được bá bệnh luôn các chị có linh chi có lục hưu mà đặc biệt nó có vitamin c nữa nó sẽ làm trắng da ai mà khó sợ nó khó uống thì các chị ơi em nè không uống được những cái loại này nhưng mà em uống cái này em uống cảm thấy ok rất hậu vị rất ngon và rất thơm dễ uống cực kỳ bảo đảm với chị luôn và tất cả đều có GMP được tập đoàn Samsung bảo trợ nha các chị nha dạ, của chính phủ Hàn Quốc cho sức khỏe với chị nha chị nào lấy cho em có phải là hút 300 1 299 k mua 2 hộp em tặng màu xanh nước cao cấp chị không? mai 2 giờ chị gọi điện thoại để chia ra hai địa chỉ nha em Ok chị My Ngọc Phạm em đọc tên nha Hello chào tất cả các chị em nói rồi người nào ở nhà có bệnh cao máu huyết áp hoặc hay bị đau đầu chóng mặt hoặc là bị tiểu đường các chị ơi nên tặng cho người thân một hộp siêu hay cực kỳ hay mà ai cũng cần hết em tặng nha tặng lớn, tặng em tặng chị My Ngọc Phạm là ba trong một sáu hộp là được tặng ba hộp xăm viết dạ, không à. phải xăm vip đâu hộp này là hộp chống đột quỵ đó vừa xăm vừa nắng vừa có linh chi và vừa có đông trùng tổng hợp tất cả các loại thảo dược quý hiếm ở trong đây các chị nên nhớ giùm em nha Hộp này là không phải là xâm đâu nha Hộp này là hộp Gọi là hộp Hộp uh, gì em cũng không biết nữa Hộp độc độc quỷ đi Hộp chống độc quỷ đi cho nó dễ nhớ Rồi em tặng cho chị Vũ Ngọc Trâm Dạ có đơn à Hai hộp chống độc quỷ Là bốn hộp viên trong một Em tặng cho uh, Chị Hồng Liên Nguyễn Như Dạ có đơn Hai hộp à, Hai hộp ba trong một là được tặng một hộp em tặng chị hộp một hộp chống đột quỵ ơi chị ngọc hữu dạ có đơn ờ à. um, hello minh anh cô muốn mua ba 3... không phải là sâm đâu cô trong một cô mua nhiều cái gì cô cái gì cô muốn mua xăm ba trong một mà cô mua nhiều rồi có được không là sao cô nguyễn thảo con không hiểu ý cô nguyễn thảo dạ, con muốn mua hộp này á nhưng mà ba trong một con nhiều rồi con nói thì cô ơi bây giờ con làm chương trình là con làm chương trình là bây giờ con đang hứng con tặng đại luôn chưa bây giờ nếu mà kêu con sale không không biết sale làm sao vì, vì hộp này tiền cước của nó là gần năm trăm mấy chục ngàn rồi vì đường này là đi đường bay. Hộp này là gửi là đi đường bay. Một 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 ký, một ký tiền máy bay từ Hàn Quốc về Việt Nam là đã 200 hơn rồi, chưa tính tiền thông quan. Một hộp này 3 ký. Mấy cô các chị không tin về đẹp đem lên cái cân trường bé anh xem đúng 3 kg không? Thiệt sự luôn. Em tặng hộp này thật đúng là vỡ nợ luôn á Nhưng mà thôi em lỡ rồi em tặng luôn các chị Tại nhà em còn ít chứ giờ không biết xem làm sao luôn á, thật sự khổ lắm luôn các chị ơi. số lượng còn rất là ít trong các chị yêu nha. À đúng rồi, em còn uh, chống nắng hữu cơ, không uh, không lấy ba trong một thì thôi, lấy chống nắng hữu cơ đi. chống nắng hữu cơ em còn được ít, hay lắm siêu hay, ai thích thì lấy. nhưng mà chống nắng hữu cơ là em không sale rẻ không được nữa đâu nha. chống nắng hữu cơ là cho em xin thêm ít tiền. Tại vì chống nắng hữu cơ em đã bán rẻ rồi Mà em tặng cái này là em lỗ lắm lắm lắm, lắm luôn á Chống nắng hữu cơ em bán giảm Bằng với vitamin 3 trong 1 Ai lấy chống nắng hữu cơ Tính các chị 299 000 Một tiếp chống nắng hữu cơ Ai lấy hai chai chống nắng hữu cơ em tặng cho à chị một hộp chống đột quỷ không đồng của chính phủ. Dạ chống nắng hữu cơ thì nha 299k mua hai hộp em tặng một ca chống đột quỵ. đối với chị nha cực kỳ tốt cho sức khỏe với chị yêu luôn. Hả? Hello em chào chị Hiếu Nguyễn vừa đi chơi về xong. Hello chị Hiếu Nguyễn mua uống cái này đi hay cực. Còn đợt mấy hộp biết tại sao không em phóng luôn cho xong tại vì các chị ơi nặng lắm hôm bữa là ba ký rồi còn thêm bóng sốt nữa gửi đi bưu điện một đơn hàng em phải bỏ vô tiền ship cho các chị biết bao nhiêu là tiền luôn nên thôi em tặng hết cái chị đầu năm đi cho các chị cho ai các chị cho biếu giùm em cái này tốt thật sự em tặng cái này đúng gọi là làm phước luôn á một hộp này mấy triệu bạc mà các chị tốt cực kỳ bệnh ốm đau rồi mệt mỏi trong người là dùng ngay cho em một chai này uống được cho em là hai lần hay lắm các chị hay cực kỳ hay luôn Ok chị Vũ Ngọc Trâm à Cho chị thêm hai hộp 3 trong 1 là được một liệu trình um, um, 3 trong 1 tổng cộng là thêm 6 hộp Tặng thêm 3 hộp đột quỷ Là tổng cộng là 6 hộp đột quỷ đúng không đúng Ok chị uh, My Ngọc Phạm Xương khớp đâu em Có nãy giờ em like rồi Đợi chút em lên luôn uh, Mạng kém không nghe thấy gì cả Chị Yên Hoàng rồi chị nào lấy thì các chị comment nha Còn chị nào thích thì các chị có thể lấy chống nắng hữu cơ Chống nắng hữu cơ là 299 ngàn một chai Chị nào lấy hai tiếp chống nắng Em tặng các chị một hộp đột quỵ Tổng cộng là My Ngọc Phạm là được Là 6 hộp đột quỷ đó Chia làm hai nhà hay sao không biết nữa Hôm bữa chị dùng chị khen Ngon đúng không chị? Ngon đúng không? Dạ. Em nói thiệt nha em ghét uống ba cái xăm lắm Tại vì em không có thích cái mùi xăm Nhưng mà cái này uống được Tại vì nó có vitamin C nè Chua chua ngọt ngọt dễ uống Nè nó có vitamin C nè Và nó làm đẹp da nữa các chị Nên nó rất là ok Chị nào thích thì các chị lấy nha Em em còn bây giờ khoảng tầm khoảng được 2-3 hộp chống đột quỵ nữa là em hết đó dạ, Số lượng đó đó với chị nha Em đang có chương trình là hút 300 một 299 k Mua 2 hộp em tặng một cao chống đột quỷ với chị nha Hoặc là chống nắng hữu cơ 299 Mua 2 hộp em tặng một chống đột quỷ luôn ạ Chị không có uống mà mua cho ba mẹ uống Vậy là ba mẹ chị chắc uống được nên là mới khen đúng không? Ôi cái Tết không Tết bố mẹ em biếu cái này cho người thân Trời ơi, ai cũng khen ai cũng thích luôn Mở cái hộp ra là nhìn quá sang rồi Mà uống cái này là chống bệnh tật mệt mỏi trong người Đang mệt mỏi làm một chai Ai á mà có điều kiện á Thì mua đủ liệu trình mà uống Liệu trình 3, 1, 3 hộp, 6 hộp Mạng kém quá không coi được Các chị ơi coi được không Cảm ơn cho em biết cái đi Coi được không các chị Coi ổn định không các chị Trời ơi buổi tối ghét ghê luôn các Mạng chậm rì à Nó bị nhập Ai coi like chia sẻ like giùm em nha các chị nha. Dạ một chấm một xem một tí với chị nha. Mạng ổn rồi đó chữ ổn giúp em các chị nha để em like tiếp cho mấy chị yêu luôn à. Em có cái chương trình này làm với lại cái này nè. Ôi em em chơi em chơi lớn luôn. Em có cái loại băng vệ sinh VIP của Hàn Quốc á, nhớ không cái băng vệ sinh mà thảo dược á. Chị nhớ chị, thơm cực kỳ thơm. Thơm lắm luôn. Băng vệ sinh thảo dược. Các chị ơi. Em like cái chị cái này, em tặng luôn các chị của Hàn Quốc. Băng vệ sinh thảo dược của Hàn Quốc, loại này là loại 24.5 cm. Nếu như mà em làm cái chương trình này ai muốn thích lấy thì sao lấy nha. Người nào cần thì mua, băng vệ sinh này xài đỉnh lắm Nó là băng băng vệ sinh thảo dược là nó thấm hơn băng vệ sinh thông thường mà các chị mua loại của Nhật nha. Một bịch băng vệ sinh của Nhật cũng đã gần mươi mấy ngàn một bịch rồi. Đúng không? Mua sale là gần 7 bảy mươi mấy ngàn. Em hay dùng băng vệ sinh của Nhật em biết Một một bịch thôi là đã bảy mấy Xeo là bảy mấy ngàn Mạng không ổn lắm em ơi Chập chờn mà quay hoài à Các chị ơi có coi được không để em like tiếp nè Hết 4G rồi mới ác chứ Không 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 like được luôn Thôi ráng ao rô vô lại đi các chị Ao vô vô lại đi các chị 100% cô tông Có cánh mà cánh mỏng lắm ôm sát luôn sát xịn xịt luôn <laughs> Ai lấy băng vệ sinh các chị bên? Đã lấy thôi em là băng vệ sinh nha mấy chị nha Một bịch này của Hàn Quốc bán hơn 120 ngàn Tính ra suy ra tiền Việt là 120k Sale em tặng các chị 60 ngàn một bịch băng vệ sinh của Hàn Quốc Băng vệ sinh thảo dược nha Đông Y nha Cái này là chống gọi là bị hôi vùng kính và, và đặc biệt nữa là không chống ngứa những ngày hành kinh luôn Chị nào lấy 10 bịch băng vệ sinh Ai lấy 10 bịch băng vệ sinh Em tặng cho một hộp Chống đột quỵ không đồng Dạ lắm không phải là băng vệ sinh mấy chị nha 60k một bịch mua 10 bịch em tặng một cao chống đột quỵ Cực kỳ tốt với sức khỏe với chị em nha Đẹp lắm Ai thích lấy gì lấy Ai lấy 10 bịch băng vệ sinh Tại vì hàng em đã sale rồi là bán rất rẻ Và em tặng quà vô là rất lỗ luôn Nhưng thôi em còn ít em chơi luôn Băng vệ sinh này là xài hơi bị ghiền luôn Tại vì nó là thảo dược Không ngứa Chống hồi và đặc biệt nữa là nhất là ngày hành kinh thông thoáng, dễ chịu, đẹp, xài ngon 100% từ cô tông Nó có cánh nhưng mà cánh rất là mỏng Cánh nó ôm sát vào trong quần lót luôn Rất là bền 60 ngàn một bịch băng vệ sinh Ai coi like chia sẻ like dùm em nha các chị nha Cực kỳ cực kỳ nhiều Một bịch như thế này là 5 miếng băng vệ sinh dạ, Một bịch là 5 miếng nha mấy chị nha Chị nào lấy cái đơn khoái đây là băng vệ sinh à? Của là... Hàn Quốc Xài thử đi xài ghiền luôn Mua của Nhật một bịch có 5 miếng thôi đã 70 mấy ngàn rồi Mặt của Hàn Quốc mà bịch này bên Hàn Quốc tới trăm mấy chục ngàn lận Ngày lúc mà nó mới ra bịch này là một trăm rưỡi Tại vì các chị ơi nó khác với vậy băng vệ sinh Diana hoặc cô Tết nha Các chị ơi cái khi mà các chị bỏ nước vô cái này là nó hút siêu nhiều luôn Và các chị sử dụng được rất là lâu Có thể là nửa ngày luôn Thấm hút rất nhiều Các chị có chứ nó có mùi thảo dược nhẹ nhẹ thơm lắm chị Chống thôi Ai lấy băng vệ sinh 120 000 Hôm nay sale 60 Giá siêu sáng chị nha Băng vệ sinh 60k Mua 10 bịch em tặng 1 ca Chống độc vị cực kỳ tốt cho sức khỏe với chị nha 100 phần trăm Nếu 100%, mà hồi nãy chị nào bảo là em ơi Chị không Chị chị chị, chị mua cái ba trong một nhiều quá rồi Thì các chị có thể đổ qua băng vệ sinh Rất là tiện Mà em sale rẻ cho các chị mua luôn Xoay ra bịch 60 000 10 bịch các chị ơi Các chị mua các chị để dành Mà cho cả nhà xài cho 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 con gái cho mẹ con xài. Rồi rồi em tặng cho một hộp chống độc quỷ. Chị chị Hiếu Nguyễn xài đi mê mốt gửi tiền em mua đó. Không có hàng đâu. Vì cái này bên Hàn Quốc nó sale. Xài đã lắm, đỉnh của đỉnh luôn mà các chị. Cực kỳ đã các chị nha, thơm thơm dễ chịu đó mấy chị ạ, thử ngồi nha mấy chị nha, giảm ngố cho mấy chị luôn ạ. À. Đỉnh của đỉnh luôn mà xài siêu ghiền luôn, xài siêu thấm hút luôn à, một bịch là 5 miếng em à, 6 miếng hả 5, 5 miếng em tặng các chị là bao nhiêu tiền dạ 60k một bịch mấy chị nha mua 10 bịch tặng một ca chống độc quỷ một hộp lớn mấy chị nha là siêu hồi mua 10 bịch nha ôi chị Liên Trần với chị Hiếu Nguyễn ơi mấy chị cầm bên băng vệ sinh ơi nghe rõ dùm em ghi dùm em đi ghi dùm em ai lấy một bịch ghi số 1 dùm em Ai lấy 10 ghi số 10 giùm em đi đừng ghi băng vệ sinh Nhân viên nó không biết đâu Nó lên đơn sai cho các chị Không thôi ngày mai nó lại lên đơn 10 bịch băng vệ sinh khổ em nữa Ghi thương em giúp đỡ giùm em Còn thuốc xương khớp đâu em Rồi chuẩn bị em lên luôn nè Chuẩn bị em lên thuốc canxi cho chị mua nè Hồi nãy em sale nè Em sale em tặng quà kinh khủng lắm Chị Hiếu Quyển ơi Hôm nay là em hết sạch canxi Ít xương khớp luôn Nên chị mua là chị tranh thủ Chị lấy một liệu trình ba hộp chị mua Chị để dành chị uống Hay cực mà không bị nóng trong người Um, băng vệ sinh nha, một bịch là 60 000 Ai lấy 10 bịch băng vệ sinh, các chị sẽ được tặng một hộp đục quỷ. Và bây giờ mua một hộp đục quỷ thông thôi, các chị mua đã cả cả triệu hơn một hộp rồi. Em đang em đang kiếm viên uống NMN, kem dưỡng NMN, serum NMN, tất cả các loại NMN của Hàn Quốc nhưng giá cao quá em sợ em em yếu em nhập về là em không biết bán nổi hay không mấy triệu một hộp em đang canh sale nhưng chưa thấy sale mà mình đã không bán thì người ta đã đi quay người ta mua chỗ khác rồi tiếc thiệt luôn á nhưng mà bên Hàn Quốc thì không có gì rẻ hết ráng làm làm thủ tục nhanh nhanh để năm sau à, để chuẩn bị là đi Hàn Quốc để em livestream bên đó và em đem nhiều hàng chủng xịn nhất cho các chị để các chị sử dụng. Để cho các chị tin tưởng hơn nha các chị nha. Dạ ok chị Liên Trần 10 bịch băng vệ sinh chị Liên Trần. Dạ có đơn ạ. À. Chị Hiếu Nguyễn là 10 bịch băng vệ sinh. Dạ có đơn ạ. À. Chị Thùy Châu Ngô ba bịch băng vệ sinh. Dạ, Sai có đơn đi. Đơn à. Bây giờ mua của loại thông thường, DNA co test các thứ các kiểu một bịch cũng bốn mấy năm mấy nghìn rồi. Sai thử loại của Hàn Quốc đi, mấy một bịch gần trăm trăm mấy trăm mét chục ngàn mà nó sale xài thử đi quan trọng là những ngày hành kinh các chị một tháng các chị bị có mấy ngày thôi các chị chi tiền ra các chị sử dụng vừa sạch êm mà đặc biệt nữa là bảo vệ cô bé của chị không bị ngứa có loại cái loại rẻ tiền khi, khi mà các chị xài nó sẽ đang bị ngứa nó làm cho cô bé của các chị nó ngứa rồi nó bị viêm nhiễm các thứ các kiểu các chị ơi bảo vệ đi xài cực kỳ hay chị thanh mai phạm em nói thiệt nha em không có tiền thiệt em cũng không có đua đòi nhưng mà mấy cái vệ sinh ở dưới á do em bị u nang u sơ các kiểu nhiều lắm nên em kỹ á mấy chị em xài cô tét đồ em hay bị ngứa lắm nha em nói thiệt mấy chị đã xài cô tét nhiều người đã xài cảm thấy ok rồi nhưng mà khi mà các chị qua xài những cái hàng của hàn quốc của nhật đi các chị bỏ luôn những cái loại của việt nam em khẳng định thấm hút đỉnh lắm mà đặc biệt không bị hôi nữa Thoải mái đi chơi Chị Thanh Mai Phạm em đang cầm là thuốc đột quỵ Ở trong đây là tinh chất đột quỵ Nó bao gồm là xâm nấm thượng hoàng Xâm in trên uh, Xâm của chính phủ hàng Có linh chi, có lộc nhung hư Và có đông trùng một hộp này là gần 5 triệu mấy của Hàn Quốc mà hôm nay em tặng Ai lấy thuốc 3 trong một đọc lại nè Bao nhiêu tiền quên rồi Dạ thuốc ba trong một là 299k 299k Chị nào lấy hai hộp thuốc 3 trong một em em tặng cho các chị một hộp đột quỷ hoặc là các chị có thể lấy 10 bịch băng vệ sinh dạ các chị có thể lấy 10 bịch băng vệ sinh 10 bịch băng vệ sinh một bịch 60 ngàn em tặng một hộp đột quỷ hay cực rất là hay luôn chị đang chị dùng của Hàn Quốc lâu rồi 28 và 32 cm loại này là loại size vừa nó là hai nó thuộc loại là 24.5. Chuẩn luôn á chị. Mà dễ dùng, không dài quá mà cũng không ngắn quá, dòng này dễ xài, hàng ngày cũng được luôn. Ok thoải mái ban đêm được luôn. Nhưng mà quan trọng là nó làm từ thảo dược, các chị có trải nghiệm thử đi. Không làm các chị thất vọng. 60 000 đúng không? Dạ đúng rồi, 60 chị. 60 000 một bịch một bịch băng vệ sinh Hàn Quốc. Dạ nào lấy cũng phải là băng vệ sinh mà chị nha? 60 .000. một hai trăm chín mươi chín k mua hai em tặng một hộp mấy chị nha chị thanh mai phạm ơi nếu có điều kiện á chị cho nhà chị xài loại này đi vì nó có sâm mà nó có vitamin c nữa nó ngon hơn cái sâm nước chị cần luôn á em khẳng định nãy giờ người ta lấy là hai ba hộp nhiều lắm mà bây giờ em không biết là nhà em còn đủ hay không nè trời ơi, vì có chị kia nãy giờ chị lấy là cả cả thùng hai thùng nhiều lắm có chị kia chị đang nhắn qua tin nhắn của em hồi nãy chị nhắn qua tin nhắn chị ý nguyễn Chị mới đặt của em 6 hộp đục quỵ Tết bữa tặng cho lần giờ uống ghiền luôn đòi hoài Ngon, thứ nhất ngon dễ uống Và thứ hai là chống đục quỵ, chống ung thư Ai cần thì các chị có trải nghiệm nha các chị nha Siêu hay luôn á các trời Cực kỳ hay và cực kỳ tiện lợi À đúng rồi, để em quên Em quay lại cái canxi cho những chị nào chưa mua được canxi À chị Hiếu Nguyễn ơi Cái xương khớp bỏ xuống em Lấy cái hộp này ra Hiếu Nguyễn mua miệng liệu trình nha hết luôn rồi nha hàng không phải đơn giản mà có đâu hàng này em không bán cái canxi của chính phủ này không có bán canxi là canh giờ mua giùm mới được tặng <laughs> mới có hàng tặng cho các chị hồi nãy em like rẻ lắm em bán uh, nhiều 299 trăm chín một hộp xương khớp chị lấy hai hộp xương khớp em tặng một hộp canxi dạ, xương khớp 99k chị em mua hai hộp em tặng một hộp canxi si không đồng một hộp lớn với chị Suy ra chưa tới 600 000 mà có được 3 hộp thực phẩm chức năng mà một hộp này là hộp đại. Một hộp này là bằng 4 hộp thuốc. Đúng không? Hộp lớn đó nha. Hộp lớn mà, hôm bữa tặng hộp nhỏ còn này là hộp lớn luôn. Đó, rất là tiện. Chị ơi, chị dùng nè, cho chồng dùng nè và cho bố mẹ dùng nè. Các chị mua cái chị tách ra các chị biếu cho người thân dùng, xài ok mới mốt quay lại ủng hộ em. Nhưng dòng canxi này rất hay đúng thật sự luôn uống không bị mập nhiều loại thuốc xương khớp bên mỹ uống bị mập kinh khủng luôn đợt trước mẹ em dùng mẹ em hồi trước mẹ em có bao nhiêu ký bảy mươi mấy ký mà dùng thuốc xương khớp loại nước của bên mỹ lên tám mấy ký luôn á trội lên nhanh lắm mà uống mới có hai ba tháng thôi đó các chị lên nhanh lắm nó làm cho buồn ngủ á nhưng loại này uống không mệt không buồn ngủ không gì hết không tích nước không khô da thoải mái các chị ơi sử dụng giùm em Thử nha chị tức. nào lấy thì comment nha xương khớp là 299 trăm chín mua hai hộp xương khớp tặng một hộp canxi ok canxi của chính phủ là hộp lớn nha dạ chị nào lấy cứ lần cứ phái giúp em với chị nha viên uống xương khớp là 299 k mua hai hộp em tặng cho mình là một hộp canxi cá các chị hay bây giờ nha. bây giờ vậy đi đầu xuân năm mới em nghĩ băng vệ sinh thì phụ nữ nào cũng cần mà mình đã là phụ nữ thì mình rất là chăm chút ở dưới À, giờ ghi cái gì chị lấy thì chị ghi là xương khớp hai xương, khớp, hai xương khớp tặng một hộp canxi đúng không dạ, đúng vậy. nếu chị muốn lấy ba hộp canxi thì là sáu xương khớp xương khớp em còn có ba mươi ít hai mươi mấy hộp à xương khớp này là hết sạch luôn rồi đó bởi vậy em nói bây giờ em like cái like này thêm một like nữa là giết sạch hết tất cả các loại này luôn tại vì hàng này đợt trước là mua hàng sale mà đắt rất là xa 2024 đắt xa lắm hàng mới mà Tháng 6 2024 chứ đâu bán hàng cận đắt đâu Còn được nhiêu 2 năm hơn để sử dụng Không bán hàng cận đắt tất cả đều là hàng mới hết Đó thì chị lấy muốn lấy bao nhiêu thì lấy ờ, à, 2 xương khớp thì tặng một canxi Còn muốn lấy một liệu trình thì 6 xương khớp tặng 3 hộp canxi Tùy ý chị nha Chị muốn lấy gì chị lấy Thoải mái đi ạ à. Ai coi like một tim một like một xe giùm em nha Dạ chị yêu lấy thì giúp em cũng phải là hai xương khớp là có đơn nha chị yêu nha Ê, bây giờ cho em hỏi xíu nha cho em hỏi nhà băng vệ sinh á Các chị nghĩ là ai cũng cần đúng không Vậy em có nên chơi lớn băng vệ sinh lần trong cuộc đời không Dạ chị em, em, em nào muốn chị băng chơi lớn băng vệ sinh thì cho chị muốn giúp em với chị nha Không em, tay Hộp nhỏ này không hề nóng Chị tin em Đi tiểu bình thường không bị đi tiểu gắt luôn Em đang dùng nè Tại biết sao em lên cân á Nay xương khớp em đau em đi bị đau chân Các chị biết sao không? Tự nhiên không hiểu sao tự nhiên đợt này về quê tự nhiên lạnh Đau khớp mà mới còn trẻ luôn á uống vô hết liền không bị nóng trời ơi em đã từng uống ké của mẹ em em biết em bị thoát vị đĩa đệm ngay ngay cái vùng bên đây nè bị cột sống có gai ngay đây nè nên em biết mà nói chung uống nhiều loại nóng lắm viên uh, viên to viên to không hiếu nguyện đây để mở ra cho coi nha cũng biết mở làm sao để cho chị coi băng vệ sinh ai cũng cần đó rồi từ từ lát em chơi lớn băng vệ sinh luôn các chị thích là em chiều thả tim cho em dạ chị muốn mua canxi hiện anh cũng phải giúp em là xương khớp với chị nha hai trăm chín mươi chín k chị mua hai hộp viên này viên này nó cũng bằng với cái viên canxi à không to con bé vì thuốc nó làm liều lượng vậy thôi chứ tiền đâu nó làm cho viên tà, trà bá lửa trời <laughs> nó làm cái viên cỡ này thôi chị viên vừa vừa vặn vặn như thế này thôi bằng với viên canxi ấy không to dễ uống rồi <laughs> bà sợ uống cái viên trà bá lửa hay gì á trời rồi ok chị đang uống của mỹ viên to đùng mà <laughs> chị uống thử loại này đi móc chờ chị kiếm em nhờ em mua đó nói chung em là em uống của hàn quốc em hợp hơn uống của mỹ nóng lắm dễ lên ký lắm Như lại đi tiểu bị ra nước tiểu vàng khè nói thiệt tại vì mình uống rồi mình biết nhất là mấy cái loại collagen nước của mỹ nha siêu nóng luôn tại vì cô em ở bên cali mà hay gửi hàng về cho em lắm cái gì em cũng chơi rồi hết đó mấy chị nhưng mà em vẫn ưng nhất là của hàn quốc phù hợp từ mỹ phẩm cho tới thực phẩm chức năng phù hợp với cơ địa và làn da của việt nam khẳng định các chị luôn các chị đi của mỹ các chị xài mỹ phẩm của mỹ cũng không hạp bằng của hàn quốc đâu Và nói chung hàn quốc nó làm hàng em thấy ok nên em mới bán rồi bây giờ em lên tiếp nha các chị nha tay tay một trắng màu xem một giúp em các chị nha còn sản phẩm nào cứ bình luận giúp em mấy chị rồi giờ chơi lớn luôn chơi lớn nhất đêm nay luôn khỏi phải bàn nữa Băng vệ sinh đâu? Rồi Băng vệ sinh bao nhiêu tiền? Vậy bây giờ em sẽ có chương trình với băng vệ sinh Để cho các chị trải nghiệm Ok Chị ơi, lớn lắm mấy chị nha, chuẩn bị tương tác mạnh tay giúp em Mấy chị nha, số lượng có hạn luôn mấy chị ơi à? Băng vệ sinh Một bịch băng vệ sinh của Hàn Quốc Băng vệ sinh thảo dược, băng vệ sinh thảo dược đông y Chống uh, vi khuẩn nấm ngứa vùng kính Hồi nãy là 120 Theo các chị là 60 ngàn một bịch đúng không? Đúng chị Hồi nãy em thấy người ta lấy có người lấy 4 bịch, lấy 5 bịch, có người lấy 3 bịch, có người lấy chục bịch rất là nhiều. Kệ chơi luôn. Ai lấy? Thôi nay thử mình chơi lớn thử lần trong cuộc đời được không? Chơi lớn đã nhảy còn anh, mấy chị em nha. Chơi lớn, chơi, lớn chơi lớn không? Chơi lớn không? Chơi lớn chơi xong mà à mấy chị bây giờ ví dụ ví dụ nha băng vệ sinh mà tặng phong thủy thì nó có bị lố không ta <laughs> kỳ không hơi kỳ nha mấy chị nha thích chơi lố mấy chị kệ đi thì lên chị thích giúp em mấy chị nha tới nóc nhà bắt con gà luôn <laughs> kệ đó nha thôi kệ đi đầu năm cho nó hên em tặng chiếc này là chốt đơn là bèo 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 bèo, bèo luôn nè Ai coi like chia sẻ like giùm em nè, đợi em dạ. chút xíu. 1.1 cm giúp em, giúp em mình, chơi cho mấy chị Hồi nãy là nhiêu quên rồi. 60 triệu. 6 à uh, à uh, nhiêu? 60 000 một bịch băng vệ sinh của Hàn Quốc, băng vệ sinh thảo dược Đông y, tính cái chị xe là 120 còn 60 000 uhm, Ai lấy 5 bịch băng vệ sinh của Hàn Quốc. Em tặng cho một cái vòng phong thủy hổ phách không đồng luôn. Wow, siêu xong chị nha. Tặng tặng công nha. tặng loại thường nha tặng hổ phách cho nó máu ai coi like năm chị yêu may mắn đi chứ vòng hổ phách mà tặng băng vệ sinh là lỗ lắm không thể nào tặng thêm được nữa đâu thôi kệ lỡ rồi chơi luôn nha năm chị nha ai coi like chia sẽ like giùm em dạ năm chị năm chị yêu <laughs> may mắn với chị nha lên có phải là năm băng vệ sinh với chị nha sáu mươi k một bịch mua ôi một... đẹp lắm họ, họ, họ. Hổ phách của Nga siêu đẹp luôn và siêu xinh luôn Ai coi like các chị chia sẻ like giùm em nha Thôi kệ em chơi luôn Vì em nói thì các chị bao chưa bao giờ trong cuộc đời Băng vệ sinh đã bán rẻ rồi Em thề các chị luôn nha Em bán một bịch 60 ngàn em lời được mấy ngàn đồng Mà em tốn tiền em tặng cho các chị một cái vòng hổ phách Không có đâu ra đâu các chị Chơi máu luôn Đúng like stream ngày hôm nay năm người đầu tiên đi Ai coi like chia sẻ lại like. Dạ 5 chị em bán chị nha mình được tặng một vòng hộ nha cực kỳ đẹp cực hỏi đó, cái chị cái đâu cái ra hỏi cái chị ở đâu ra mà tặng kiểu này trời lớn ai coi lại vòng này là nó vừa có gì nè vừa vừa có gì vừa có đủ loại luôn chị mua 10 bịch vệ sinh là hai cái à chị hiếu nguyễn hồi nãy có hai chương trình hồi nãy là em làm là 10 bịch văn vệ sinh tặng một hộp đột quỷ chị lấy chương trình nào chị coi rõ nha 10 bịch vệ sinh tặng một hộp đột quỵ Còn cái này là em đang like là 5 băng vệ sinh Em tặng một cái vòng hổ phát Em chơi lớn luôn Ai coi like được cái live stream này hơi to Chơi lớn thì kệ đi Tới đâu hay tới đó đi các chị Chơi lớn chị nha băng, băng vệ sinh chị đưa đưa, 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 đưa đưa thùng đưa, đưa, thùng băng vệ sinh Thôi kệ đi đầu năm mua băng vệ sinh đi cho hơn <laughs> Chưa bao giờ bán băng vệ sinh mà đi chung với vòng phong thủy luôn á chị Lần đầu tiên bé anh chơi khùng luôn Kệ đi thay tới đâu hay tới đó Ai đây ai coi like chia sẻ like Ok chị Thùy Châu Ngôn Hồi nãy chị nào lấy một lấy hai Chị lấy lên thành đủ năm đi Tặng cái vòng chơi lớn luôn Ai coi like share like giùm em Tặng lớn tặng luôn chị nha Năm băng vệ sinh là tặng một vòng hỗ khách nha Rất nha cực kỳ Sai đi Mịn cực, kỳ... cực kỳ Mà đặc biệt nữa nó chống hôi Cái chị xài cái kia nhiều khi đi ngang ra còn mùi hôi á à. Nhưng xài cái này không hôi Không tanh có có thảo dược ở bên trong Và nó thấm hút kim kít luôn thâm hút cực kỳ đây quay cho các chị coi làm từ thảo dược và nó làm từ cốt tông tự nhiên trời ơi các chị xài cái gì các chị xài chứ riêng về hàn quốc thì thôi em nói các chị là hai từ đỉnh của đỉnh rồi khỏi phải chê đỉnh của đỉnh luôn xài cực kỳ xịn và cực, cực kỳ vip các chị ạ đây chị nhìn giùm em một trăm phần trăm từ korea nha các chị nha của hàn quốc nha hàng xẻng nha siêu xịn sò ấy ờ, một lần tới tháng thì các chị sử dụng Ai có like chia sẻ like Chị Hiếu Nguyễn ơi nhớ cho em hai chương trình nha Chị lấy chương trình nào thì chị bên chương trình đó Còn nếu như chị muốn lấy hai chương trình Thì chị phải đặt thêm Mỗi cái chương trình nó đều là khác nhau Bây giờ em sẽ đọc tên Xe like dùm em nè Một chấm một xe một tiếng giúp em chị nha Băng vệ sinh là 60k mua năm Mình em tặng một vòng hộ phách nha Cực kỳ đẹp với chị yêu nha Chị Nguyễn My chị muốn mua canxi Vậy chị My lấy đi vì em đã giảm em lỗ bán lỗ lắm rồi Tặng ten bét hết cuộc đời rồi Chị Nguyễn My ơi Ai coi live chia sẻ like giùm em Em đọc tên từ dưới lên trên nha Ok Chị Nguyễn Nhung Đeo lên cho nó hơn Chơi luôn đi Má hồi chiến này thiệt á Đẹp lắm luôn Đẹp nha Siêu đẹp mấy chị nha Mình đeo rất là bình Em mấy chị mà, mà hổ quá là đeo cực kỳ tốt cho sức khỏe mấy chị nha Kệ đi nha chơi lớn nha Xe like giùm em Đọc tên nha Ai một bịch băng vệ sinh của Hàn Quốc 60 ngàn băng vệ sinh thảo dược đông y 60 ngàn Ai lấy 5 bịch tặng cái vòng hổ phách Còng kèm ngọc cẩm thạch Kèm dây luôn Dạ siêu hơn đó mấy chị nha Tương tác mặt tay giúp em băng vệ sinh là 60k bịch tặng một vòng họ Phan thì nghe cực kỳ lộc lá Ok thì em đọc tên nè, chị Nguyễn Nhung năm bịch băng vệ sinh tặng chị một vòng. Dạ có đơn ạ. À. Chị uh, Sang Trung Thị em tặng chị năm bịch ba năm băng vệ sinh. Dạ có đơn ạ. À. Em tặng chị Sang Trung Thị năm băng vệ sinh có đơn chị nè. Chị Thủy Nguyễn năm bịch băng vệ sinh. Dạ có đơn ạ. À. Chị Thủy Nguyễn 5 bịch băng vệ sinh em tặng chị Thùy Nguyễn Dạ có đơn ạ à. Thùy Châu Ngô 5 bịch băng vệ sinh em tặng cho Thùy Châu Ngô Dạ có đơn ạ à. Ai coi like các chị ơi chia sẻ like băng vệ sinh cho các chị nha Của Hàn Quốc 100% từ Korea nha các chị nha Em đọc tiếp Chị Nguyễn Thị Ngọc Hữu 5 bịch băng vệ sinh tặng cho chị Ngọc Hữu Dạ có đơn ạ à. Ai coi like stream chia sẻ like giùm em ạ à. Chị Ngọc Nhi 5 băng vệ sinh Dạ có đơn ạ à. Ngọc Nhi 5 bịch băng vệ sinh Thùy Châu Ngô đọc vui vậy Dạ rồi chị Ai coi like chia sẻ like giùm em nha um, Chị uh, Hiếu Nguyễn là hai xương khớp tặng học canxi si, nóp lại nè em Dạ có đơn chị ạ à. Ai coi like chia sẻ like Ok chị Vinh Lê nè ba 3... À đọc lại sorry nhầm năm băng vệ sinh cho chị Vinh Lê Dạ có đơn ạ à. Xe like giùm em Dạ một chấm một xe một tiên giúp em với chị nha chương trình siêu hot các chị nha băng vệ sinh là 60k mua năm mình em tặng một vòng họ phanh với chị nha của Hàn Quốc với chị ạ. Của Hàn Quốc à xịn lắm luôn và đặc biệt nữa là siêu đỉnh của đỉnh. Các chị ơi cái lớp này nè thứ nhất nó có thảo dược và thứ hai là nó thông thoáng. Khi mà các chị um, nó thấm vào trong đây nè, đấy là nó sẽ kim khít vào trong luôn và các chị sẽ dự, sử dụng được rất lâu. Thay vì các chị dùng những cái loại băng vệ sinh rẻ tiền đi thì các chị um, sẽ kiểu giống như là sử dụng băng vệ sinh rẻ tiền đi thì nó sẽ thấm ở trên bề mặt và nó rất là mau ướt và mình phải thay băng vệ sinh liên tục nhưng những loại này là nó thấm và đặc biệt nó là thẩm thấu vào những cái bông cốt tông tự nhiên luôn và nó một trăm phần trăm từ cô tông nè các chị nên là các chị xài là yên tâm cho em nha các chị nha siêu xịn sò nha các chị nha ok được không ạ dạ cực kỳ tốt cực kỳ thấu chị nha thử mùi thôi cho mấy chị luôn chống phim vậy với mấy chị luôn à Ai coi like một tim một like và một xe dùm em nha ẩn comment rồi Đang like cái tự nhiên mạng bị văng ra tí xíu rồi Coi được không gì được chị. Coi được không? Dạ, được chị Hồi nãy là năm 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 băng vệ sinh đúng không? Dạ 5 băng vệ sinh tặng một vòng hộ phách Ôi trời ơi Thôi mua đi để dành mà xài Nhà có hai mẹ con, ba mẹ con thì mà xài các chị Tiện lợi Cái sữa non uh... Ủa khoan từ từ Đợi chút Cái sữa non uh ba trong một hình như còn được mấy hộp ta hôm nay để em coi em còn cái gì em tặng hết á chị luôn hay là hôm nay mình chơi lớn bà thấy cái hộp đó không cái lọ này nè tặng luôn nha Dạ, đặng lớp, đặng chị, này, là này còn có năm sáu lọ mà này bật được mắt phải không tám trăm tám trăm rưỡng lọ cái này còn được năm sáu lọ hết luôn các à, chị ơi cái này là cao cam thanh yên và đặc biệt nữa có cho em làm omecha là trà ngũ vị tử của hàn quốc thanh mát khỏe chống covid và đặc biệt nữa cái này nó sẽ giúp cho các chị là uh, Đẹp da, trắng sáng da, mờ nám tàn nhang Cao cam thanh niên ô mê cha Cái này đã rất là nhiều người thích Và rất 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 là nhiều người khen Siêu ngon và đặc biệt nữa là cực kỳ cực kỳ ngon luôn Cực kỳ ngon và cực kỳ tốt cho sức khỏe đó mấy chị yêu nha Có nên sale không? Dạ, chơi sốc chứ mấy chị ơi Còn mấy hộp hả chị? Còn mấy hộp à, hả? à đúng rồi cái hộp hộp yến sâm ngọc linh còn không yến, yến 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 canxi hay yến collagen hay yến nghị hoa nghệ tây bà coi còn được hộp nào không đâu bà còn được mấy hộp yến nghị hoa nghệ tây yến collagen còn loại nào bà móc ra tôi coi coi còn tôi làm chương trình tôi tặng hết đi cái gì ai cầm bên cái gì vậy có nên xeo không <laughs> chị thích xeo cái gì Còn mấy hộp bà đem ra tặng luôn đi thôi Lỡ lai like băng vệ sinh rồi Tại vì băng vệ sinh đợt mua sale còn ít lắm Bán luôn đi cho hết Băng vệ sinh nó có hai loại lận Ai nãy mua loại này rồi mua thêm loại nữa Nó có màu xanh với màu vàng Mua hai loại mà xài Đều là thảo dược của Đông Y hết Nha Hồi nãy ai lấy vàng rồi qua lấy màu xanh lá Xanh lá có ít luôn nè cái yến 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 hôm nay tặng luôn yến hôm bữa sale là mấy trăm ngàn một hộp đó hôm nay mà nói thiệt tặng yến là thôi thôi các chị ơi sung sướng cả cuộc đời vỡ nợ luôn đúng rồi sung sướng luôn á điểm ai chưa rồi bà đem ra giùm tôi đi hôm nay đúng là chơi lớn nha các chị ai đang còn coi like một tim một like và một xe trực tiếp trên like trang của kinh ly nha các chị nha tim like giùm em dạ một tim một like mấy chị yêu nha chơi lớn kênh xong luôn mấy chị ạ Ôi Yến Nhị Hoa Nghệ Tây còn được nhiêu hộp? Đây, có ghi lên trên không? Yến Nhị Hoa Nghệ Tây được 5 hộp Rồi, Yến Đỏ được bao nhiêu hộp? Đâu, Yến Đỏ được 3 hộp Rồi, cái gì đây? Yến Nhân sâm được 3 hộp Rồi, cái gì cũng còn được ít Cà, Cao Cam, bé mới cầm đó Sell đi, chị Thùy Châu Ngô Bữa bán tám trăm mấy chục ngàn đó, Giờ sell nhiêu giờ? Thôi ai lấy cao cam đi Tại vì loại này là hũ lớn Hũ này là gấp đôi hũ nhỏ lượng Hũ này là một, một ký một ký nó khác với lít nha Hũ này một ký luôn Là bên trong nha Còn cân luôn cả lọ là một hũ này cả ký mấy đó các chị Ai lấy cao cam Tại vì cam này là cao cam táo Và có thêm omecha nữa một hũ này hôm bữa bán tám trăm mấy chục ngàn Xeo 799 Hôm nay giảm luôn 599 ngàn một hũ cao cam chị Nguyễn Nhung nói là chị mới uống sữa mè đen của em xong Cũng thơm, ngon Nhưng mà chị vẫn thích sữa bắp hơn Em nói rồi Em thả tính là ghiền liền Mà tại em đợi sale một phát thôi là em gom về Em bán cho các chị yêu của em Mà tại vì bây giờ nó đang không có sale Rồi bây giờ em like luôn nha các chị nha Em lên cho các chị cái này yến nhụy hoa nghệ tây rất mắc luôn các chị nhớ không một hộp này trên mạng đang bán bảy trăm mấy chục ngàn nó là yến chân yến tươi nó là yến tổ người ta chân lên và uống rất là khỏe hộp này đợt trước em bán sale các chị đợt đầu là ba trăm rưỡi có lúc sale hai trăm chín mươi chín k đúng không các chị nhớ chưa làm chương trình với hộp yến luôn Chương trình xong như các chị nghe chuẩn Hồi nãy em lai like băng vệ sinh màu vàng rồi đúng không Bây giờ em lai like băng vệ sinh màu xanh Hai kiểu khác nhau Mua để dành xài đi các chị quá hồi luôn Băng vệ sinh này Coi như lỗ ben bét đầu năm lấy tương tác Hồi nãy giảm bao nhiêu 120 còn 60 ngàn đồng Một bịch băng vệ sinh của Hàn Quốc Thảo Dược Đông Y Ai lấy 5 bịch băng vệ sinh Em tặng cho các chị Một hộp yến nhị hoa nghệ tây Không đồng luôn Dạ, chị nào lấy em cũng thấy em là năm băng vệ sinh với chị nha 60k một bịch, năm bịch em tặng cho mình một hộp yến không? Đầu Em đồng. nói với chị là đúng rồi là tặng luôn nha, không phải bán nha, vì hộp yến này các chị đi ra ngoài mua các chị mua bao nhiêu tiền rồi. Băng vệ sinh đã bao nhiêu tiền rồi, si qua là hòa vốn luôn các chị. Hôm bữa sale hộp yến 299 băng vệ sinh bây giờ 60 000 bịch mua 5 bịch là 300 000 hòa vốn luôn tặng hết. Tại vì sao hộp yến nghị hoa người tay này còn đúng 5 hộp. Em tặng hết. Ai lấy thì các chị lấy Mua để dành mà xài Thì vì đầu năm mình đang còn thoáng 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 một tí Các chị mua các chị dùng Tiền bạc nhiều khi nó cũng còn dư giả một xíu Các chị để dành các chị xài Riêng băng vệ sinh thì rất là cần Và ai cũng cần luôn đó các chị Nói chung xài ok lắm Lấy hai loại mà dùng Để dành mà xài Mua về để dành mà xài Chị nào có con cái đồ này nọ nè Xài nó rất là hao Mỗi tháng là mình đều cần hết Thì các chị mua cái này dùng mà nó 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 kiểu giống như là nó không dày, nó mỏng. Nó mỏng vừa nhưng mà đặc biệt là nó hút rất nhiều, nó hút rất nhiều luôn. Nên cảm giác cầm cái miếng băng lên rất nhẹ, nó thấm vào trong luôn các chị, không bị loang và không bị chảy ra bên ngoài. Ai mặc băng vệ sinh hay bị trượt và đặc biệt bị chảy máu ra ngoài các chị dùng cái này cho em. Siêu siêu thấm hút luôn, siêu hay của Hàn Quốc nha các chị nha Thảo dược đông y của Hàn Quốc Dạ chứ nào lấy em phá là băng vệ sinh mấy chị nha Cực kỳ thấm hút luôn mấy chị nha năm băng vệ sinh em tặng cho mình một yến nhị hoa nghệ tay Ok 60k một bịch ạ à. Em tặng chị yêu Nguyễn My Dạ có đơn ạ à. à. Ai lấy thì các chị cầm nha Chị Hưng Nguyễn nè Dạ có đơn ạ à. Ai cần thì các chị cầm nha Ngon lắm Yến này là siêu ngon Ôi yến này khỏi phải chê Yến này là ngon tuyệt là vời luôn hay là giờ còn mấy hợp ý mình cho lên đường luôn nha, mình tặng luôn nha. Dạ tặng lớn tặng sâu luôn mấy chị nha, chị nào hết đâu hết thì 24 xăng rưỡi là ok rồi, tại biết sao không? Nhiều người không thích xài dài mà nhiều người không thích xài ngắn mà Hàn Quốc nó làm cái size chung, nó dễ xài luôn. Em thì em xài cái lỡ lỡ gì đó. Ngắn quá thì em xài nó hay bị lòi, ý là hay bị thiếu á. Còn vì đích em bự. <laughs> Nhưng mà còn còn băng dài quá thì em ghét lắm nó cộm. Nó thằng lòn ra hà Nói chung là em xài cái cỡ sai chuẩn Vậy là em xài vừa luôn Nói chung cũng ok Các chị xài hàng ngày được nè Còn tối thì các chị mua thêm cái loại băng uh, Băng dài của Nhật Các chị dùng Xài đi Hồi xưa em cũng dùng cô tết không Tại vì hồi xưa mình cũng không có điều kiện Mình cũng xài Nhưng mà khi mà mình đã Nó xài cũng được Nhưng khi mà các chị đã xài qua cái hàng xịn rồi Là mấy mốt các chị không dùng cô tết Diana được luôn Ngộ vậy đó Thẳng định các chị luôn Thôi giờ qua nha các chị nha dạ, Một chấm một xe một đi giúp em với chị nha Hết sản phẩm nè Giờ các chị nói nào? cho em nghe một câu chân thành đi Các chị có thích Yến không? Các chị thích Yến Các chị cho comment các chị ghi chữ thích Em tặng không đồng Hứa luôn dạ, mà chị em là thích Yến Tại vì biết sao thích. không ý nhị hoa còn được 5 hộp ý nhân xăm thì còn được 3 hộp Dạ Tùm lum tà la hết hết Nói chung là còn được nói chung tổng cộng là rơi rớt đâu còn được tám chín hộp y là hết rồi đó, đó chị nên là cũng tặng luôn bác tụi bảo này em không có làm chương trình được Thiệt sự mà nói bác này em không nay em không bán em nay em không còn chương trình tặng với bác tụi bảo nữa chị Ngô Trang à em chỉ để để em bán thôi bác tụi bảo được này về không nhập được hàng nha vì này là loại size to loại này là loại size to chị ạ à. Loại này là loại size to Và đặc biệt nó là đủ, tụ bảo lưu ly hổ phách Giá trị rất là cao Nay em để dành em bán mấy ngày rằm nè Hoặc là ngày viết thần tài thôi à, Bé có thể hoan hỷ mua năm tặng cao cam không Nếu được thì ok Còn không khó quá thì thôi Khó quá thì thôi đi chứ làm sao giờ Tại vì cao cam hôm bữa sale rẻ là cũng đã mấy trăm ngàn một hộp rồi Không tặng được đâu Thiệt á lỗ lắm Nên là em chịu thua đó Bây giờ chị muốn tặng cao cam Chị mua cho em 10 băng vệ sinh đi Em may ra em mới tặng nổi Em nói thật Thì vì băng vệ sinh một 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 bịch Cái chị nghĩ đi Lời có mấy ngàn à, Sao tặng nổi nguyên một, một, một hộp cao cam Mà tại vì nãy nãy cứ cũng hứng hứng luôn á Tặng đại cái vòng cho nó vui á Nãy tặng đại cái vòng cho nó chui Giờ lục lại sau rút được lời hứa Thôi qua chương trình nha Khó quá mình bỏ qua đi Cái chị mình làm lại từ đầu Rồi bây giờ em qua đi tính sale luôn mấy hộp hộp yến cho nó lên đường luôn cho xong cho nó hết mã ờ, còn gì nữa à đúng rồi còn cái nước uống đẹp da đó nhớ không nước thần nước uống hoa dâm bụt mà collagen đẹp da nước h 2 o á bà coi coi dùm tôi đi còn được nhiêu bịch vậy đem ra tôi tặng hết luôn cho ông bịch làm mẫu đi gì còn 11 một lộn không kiểm tra lại đi Bà mốt lòi ra là tôi cho bà mua hết nha bà Diễn À ngày, ngày mốt ví thần tài bán cái nước ta Nước xịt thần tài Bữa nhiều người hỏi đó để coi coi có bên để lát like xong nhắn vào bên Hàn Quốc coi coi nó có nó còn sale sữa bắp không sữa non bắp bữa giờ hai ba người nhận được rồi khen ngon bột trừ tà là ngày viết thần tài bột uh, bột uh, tăng năng lượng vận khí đó viết viết ngày viết thần tài tặng hết có những cái hot lắm nhưng em để dành nghề viết thần tài em gieo duyên các chị ơi em đang còn cầm trên tay cái bịch này là bịch nano H2 bịch này là bịch đẹp da của thương hiệu Innup Beauty của Hàn Quốc Bịch này là 500 ml các chị có thể uống được cho em là chia ra được 3 cho tới 4 lần uống. Ở đây là collagen tươi và kết hợp cho em là nano. Nó sẽ giúp đẹp da và cấp nước cho da. Chiết xuất từ hoa râm bụt nha các chị nha, rất dễ uống và đặc biệt trong đây nó là hương xoài nữa, rất là ngon. Còn không? Rồi còn được như bịch. 11 bịch cuối cùng. Em xeo luôn. Ai coi like, chia sẻ like dùm em chấm bài và xe like nha các chị nha Ngày sản xuất là 17 tháng 2 2022 Hàng sử dụng là 17 tháng 2 2024 Là suy ra còn được bao nhiêu lâu Trời ơi còn lâu mới hết đát Hàng mới đát mới hết Còn 11 bịch cuối cùng dạ, 10... Sale luôn bịch này ba trăm mấy chục ngàn Hôm nay tặng các chị 99 ngàn Collagen tươi và có nano H2 Nó gọi là nước uống thần dược Các chị rất là ngon mà siêu đẹp da Mỗi người mua lấy 3 năm bịch mà uống còn được 11 bịch hết luôn rồi. Dạ lên hoa lớn hồng dụng thì giá 99 300 rưỡi hôm nay sale 99 ngàn đắt 2024. Một bịch này uống được 3 cho tới 4 lần. Nó là nước collagen tươi và nó có nano H2 nó phóng cái khí vào trong da giúp cho da các chị căng và đặc biệt nữa là cấp nước cho da. Da người nào bị khô ráo và đặc biệt nữa da các chị nào bị sần sùi nè các chị uống cái này. Đẹp da lắm, cực kỳ ngon của Hàn Quốc nha các chị nha. Dạ chế nào lấy cái em cũng phải là nước hồng dược mấy chị nha, 99k mấy chị yêu ạ. À. Ngon lắm, để tủ lạnh uống siêu đẹp da luôn. Chiết xuất từ hydrogen nè. À, hoa dâm bụt nè, collagen chiết xuất từ cá nè. Nước uh, hoa quả nhiệt đới nè, xoài này. Rất là ngon nha các chị nha, siêu căng bóng da nè, người người ta gọi là collagen nano đó. Hello em chào chị Lợi Phạm, hello tình yêu của em. Ngày mai like tiếp thôi Bây giờ tính like nữa mà đuối quá rồi Cái gì ơi Ngày mai là ngày mùng mấy nhờ 9. Ngày mai ngày mùng 9 Ngày mai like tiếp ngày mai, là mình like à? mai mình, like gì? mình, like mình được, lấy gì Chị, cho chị, mình... chị lợi Chị lợi Phạm ơi Lát coi lại like nha <laughs> Lát coi lại like buổi trưa nay với like này Bảo đảm Không làm chị đẹp của em thất vọng Nhiều quà hot lắm Vậy ngày mai mùng 9 thì sao? Ngày mai phong thủy Phong thủy hoài vậy má? Chuẩn bị mùng 9 mùng 10 nhận được Ờ mùng à, 9 mùng 10 ok Thôi bây giờ em xin xuống em tắt cái live stream này để em giữ sức Ngày mai em còn đi nhiều việc lắm Hot, hot lắm Hot <laughs> Coi lại like đi, hai cái like Like buổi trưa này là chắc chắn phải coi nha Live buổi trưa rồi like này nữa Đừng có lia nha, uổng lắm Quà không đó Nhớ coi lại like nha Like buổi chiều nay với like buổi bây giờ Thôi em xuống like Bye bye các chị Chúc các chị một buổi tối vui vẻ Hẹn gặp lại Ai coi like chia sẻ like giùm em Bye bye các chị Không chị Ngọc Nhi ơi Cái collagen này là sale rồi Sale lỗ lắm rồi Có tặng cái gì hết Ờ à, Ba cái nồi với ba cái chảo về hàng chưa Ủa gì vậy Đã chỉ đi đơn đó. Chị nên đang đợi ba cái chảo về chung mình đi đơn Đơn nó chưa đi luôn hả Nhưng mà quan trọng là ba cái nồi làm gì cơ? Của chị có chừa chị. Ba cái chảo gì nữa? Cái, chảo, cái, Mình đợi cái, nồi về. cái nồi tôi đâu có về nữa đâu mà 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 bà đợi. Hôm bữa tôi nói trên like cái nồi đó là hên xui mà. Dạ, okay, chị. Bà coi lại đơn đi nha. Dạ, dạ. Rồi đi đánh răng đã, chào rồi. <laughs> Không, vài bữa nữa để kiếm thêm mấy cái nồi mấy cái chảo đẹp đẹp về cho. Giờ đang hỏi Mấy này kẹt hàng quá Thôi vậy nha mấy chị Giờ em xuống like Em chuẩn bị ngày mai Em cuốn cái gì hàng hot Em sale em tặng cho chị hết Bye bye Chúc các chị ngủ ngon Và hẹn gặp lại Bye các chị đẹp của em